Chương 41. Dẫn vào chú ý, thanh nguyên bí cảnh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe được Liễu Thanh Huy giải thích, những tông môn khác lập tức có chút thực hiếu kỳ. Còn có chuyên môn thích hợp nữ tính tu luyện bí cảnh. Vậy nhưng nói không chính xác, tu tiên thế giới huyền diệu vô cùng, dạng gì địa phương không tồn tại. Thái Thanh Tông thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. À. Đám người cảm khái. Liễu Thanh Huy cùng một đám trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Một bộ lần này không có những thiên tài kia đệ tử ra sân, là các ngươi nhặt được tiện nghi bộ dáng. Lại là hai tháng thoáng một cái đã qua. Theo Kim Đan Kỳ đệ tử tỷ thí kết thúc, ba cái cảnh giới mười hạng đầu cũng bị công bố ra. Các tông xuất ra pháp bảo đối mười hạng đầu đệ tử tiến hành ngợi khen cổ vũ. Đám người quan tâm nhất vẫn là luyện khí bản, dù sao những hài tử này cảnh giới mặc dù còn thấp nhưng thật là các tông môn hạt giống, là tương lai hy vọng. Tả trưởng lão, các ngươi bích hải tông ra cái yêu nghiệt a, à, cái này gọi ôn lộ thanh nữ oa oa lại là thiên linh căn. Thật là thiên linh căn. Tả trưởng lão, ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế một thiên tài? Các tông môn cao tầng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn chầm chầm cái kia có chút thanh lãnh nữ đệ tử. Tả trưởng lão, vuốt trâu cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đây chính là bọn hắn năm gần đây chiêu đến thiên phú mạnh nhất đệ tử, lần này mang tới cũng có chút ít khoe khoang thành phần tại. Phải biết, ông Lộ Thanh hiện tại nhưng mới 15 tuổi, liền đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, nếu như không phải là vì tông môn thi đấu, hai năm trước liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. Thiên tài như thế, hắn sao có thể không cao hứng? Liễu Thanh Huy cùng Thái Thanh Tông các vị trưởng lão đồng dạng vô cùng nóng bỏng nhìn chầm chầm ôn Lộ Thanh, nhưng bọn hắn ý nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Thiên linh căn nữ tu sĩ a, nếu là tại chúng ta Thái Thanh Tông liền tốt, nếu là nạn cùng tần trường thanh kết hợp, không cần mấy năm, chúng ta Thái Thanh Tông liền có thể có được tiên linh căn đệ tử. Tiên linh căn a, lão phu hận không thể đem nha đầu này cho đoạt tới. Các trưởng lão mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét, lại cũng chỉ tài giỏi trừng mắt. Thái Huyền Tông lần này tại tông môn thi đấu bên trên có thể nói là phong quan vô hạn. Trúc cơ bản 10 hạng đầu có hai cái chính là Thái Huyền tông đệ tử, một cái là Tần Khải Bằng, một cái khác là Tần Khải Trình. Luyện khí bản 10 vị trí đầu càng là chiếm ba cái, Tần Khải Minh, Tần Mộng Nhu, Tần Mộng Tuyết. Kỳ quái, hiện tại họ Tần hai tử thiên phú đều tốt như vậy sao? Mấy cái này trên bản danh sách chỉ là họ Tần đệ tử liền khoảng chừng 6 cái, mà lại đều là Khải chữ cùng Mộng chữ tên, không có cái gì liên quan đi có người phát hiện một chút mánh khóe. Liễu Thanh Huy đám người nhất thời giật mình trong lòng, bọn hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là những hài tử này đều là tần gia trước kia đưa đi các đại tông môn, bọn hắn tự nhiên không thể đi triệu hồi, như thế ngược lại lộ ra có việc. Tạo phong trưởng lão cười nói. Cái này có cái gì kỳ quái, thiên hạ chi lớn, cùng họ người sao mà nhiều, họ tần nhưng cũng là thế gia vọng tộc. Lời tuy như thế, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Đã có người lên lòng nghi ngờ, âm thầm quan sát dưới, phát hiện càng đa nghi hơn điểm. Tại công bố trên bản danh sách, còn có chút đệ tử mặc dù không có tiếng vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng đồng dạng họ tần. Mà lại những này họ tần hài tử dài. Tự hồ cũng có mấy phần giống nhau. Có khả năng hay không, những hài tử này liền đến từ cùng một cái gia tộc. Có ít người tâm tư hoạt lạc, chẳng lẽ gia tộc này huyết mạch đặc biệt tốt thừa thải phẩm chất cao linh căng mầm tiên chú ý tới điểm này tông môn lúc này âm thầm phái người đi điều tra việc này vài ngày sau mấy đại tông môn dẫn đội cao tầng đều chiếm được đồng dạng tin tức phản hồi tiên dương sơn tần gia lôi kiếm tông trưởng lão ánh mắt lấp lóe ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn loại sự tình này rất không có khả năng là trùng hợp có thế tại mười đại tông môn trong tỷ thí lan truyền ra không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu lại có mấy cái cùng họ thậm chí cùng là khải chữ lót sự tình ra khác thường tất có yêu chờ về đến đi về sau nhất định phải hảo hảo điều tra một chút cái này tần gia mà cái khác mấy cái tông môn phản ứng cũng là không sai biệt lắm bọn hắn đều để mắt tới cái này tần gia đều tính toán đợi đến thí luyện kết thúc phải cẩn thận điều tra điều tra mười đại tông môn cộng đồng nắm giữ ba cái bí cảnh chi địa phân biệt đối ứng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, những này bí cảnh cũng không phải ai cũng có tư cách đi vào, chỉ có tông môn tỷ thí tiến vào trước 100 mới có tư cách tiến vào. Thanh nguyên bí cảnh, chính là luyện khí kỳ muốn tiến vào bí cảnh. Mười đại tông môn mang theo đệ tử rơi vào hoàn toàn hoang lương sa mạc biên giới. Trưởng lão, nơi này chính là thanh nguyên bí cảnh sao? Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Tần Khải Minh nhìn xem hoang vu cằn cỗi sa mạc có chút nghi ngờ hỏi. Dẫn đội trưởng lão cười nói. Không nên gấp, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Rất nhanh, các tông môn dẫn đội trưởng lão từ trong đội ngũ bay ra, nhào nhào tế ra pháp bảo của mình, hoặc phi kiếm, hoặc nguyễn tiên, hoặc quải trượng, đều lóe ra các loại quan hoa, hướng phía xa xa trong sa mạc bỗng nhiên đánh tới. Bành. Tại chúng đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia cằn cỗi trong sa mạc bỗng nhiên sáng lên một đạo vô cùng to lớn màn ánh sáng màu xanh, phản phất một cái cự đại bác đem toàn bộ sa mạc móc ngược ở trong đó. Dẫn đội các trưởng lão khu động lấy toàn thân linh lực, đem cái này màn sáng ngành sinh sinh chống ra một cái lối đi, lập tức nhao nhao quát. Tiến nhanh đi. Các tông đệ tử nhao nhao tỉnh ngộ, vội vàng khống chế pháp khí xông vào trong thông đạo. Cái lối đi này rất không ổn định, chỉ có thể chèo chống luyện khí kỳ đệ tử tiến vào tần khải minh cùng hai cái mùi mùi cùng nhau xông vào thông đạo vốn chỉ muốn dạng này liền có thể cộng đồng kháng địch ít mấy phần nguy hiểm lại không nghĩ rằng mới vừa tiến vào liền truyền đến mãnh liệt cảm giác hôn mê chờ đến khôi phục bình thường lúc phát hiện mình đã chỗ sâu trong một khu rừng rậm rạp bên người không có bất kỳ ai thật tình không biết bọn hắn khi tiến vào bí cảnh sau liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống tại bí cảnh các ngõ ngách tổ đội là không thể nào cảnh quốc ngoại trừ thập đại tu tiên tông môn còn có tứ đại ma tông tại tông môn thi đấu náo nhiệt như vậy thời điểm tứ đại ma tông tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch cũng nên làm chút chuyện một bên khác đã âm thầm nhận được tin tức tứ đại ma đạo đệ tử đồng dạng tụ tập tại thanh nguyên bí cảnh khác một bên biên giới chúng ta đã tìm được tiếng vào thanh nguyên bí cảnh phương pháp lần này thế tất yếu đem những cái được gọi là chính đạo đệ tử toàn bộ giết sạch kiệt 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 giết sạch bọn hắn một người mặc trường bào màu xám quỷ dị nam tử khặt khặt cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý. Người này chính là cảnh quốc lục dục ma tông trưởng lão đổ cảnh. Sau lưng hắn, còn đứng lấy kiếm ma tông, nguyệt ma tông cùng quỷ vương tông ba vị trưởng lão, đằng sau thì là đi theo trọn vẹn 400 tên luyện khí kỳ ma đạo đệ tử. Đỗ Huynh nói không sai, lần này nhất định phải đem 10 đại tông môn top 100 đệ tử toàn bộ giết sạch, những đệ tử này đều là bảo bối của bọn hắn, nếu là đem những này mầm tiên hạt giống dết sạch, đứt trễ, xem bọn hắn về sau còn thế nào đấu với chúng ta, ha 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 ha, kiếm ma tông trưởng lão càng rỡ cười to, những người khác cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Dết! 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 Những này ma đạo các đệ tử trên thân huyết khí trùng thiên, mặt mũi tràn đầy sát khí, trong mắt đều lóe ra ra khát máu quang mang. Bỗng nhiên, một đạo lưu quan từ đằng xa phóng tới, chính là tiến đến âm thầm điều tra ma đạo đệ tử. Mười đại tông môn đệ tử đã toàn bộ tiến vào bí cảnh. Tốt! Bốn vị ma đạo trưởng lão lập tức mừng rỡ, lúc này riêng phần mình thi triển thủ đoạn đem bí cảnh thông đạo chống ra, từng cái ma đạo đệ tử nhau nhau tràn vào. Mười đại tông môn còn không biết, một trận nhằm vào bọn họ huyết tinh độ sát sắp bắt đầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 ma môn xâm lấn, điên cuồng dự cảnh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đồng dạng là ngẫu nhiên truyền tống, 10 đại tông môn luyện khí kỳ đệ tử chỉ có 100 người, mà tứ đại ma đạo tông môn lại là khoảng chừng 400 người, nhân số trọn vẹn là 10 đại tông môn 4 lần. Bí cảnh bên trong, hắc thủy đam. Một lôi kiếm tông đệ tử vừa mới kết thúc chiến đấu, bờ đầm nằm một đầu cỡ thùng nước hoa ban cự mãn, chính là nơi đây thủ hộ yêu thú thật là nguy hiểm, kém chút để cái này xuất sinh nuốt vào trong bụng, sư tôn nói không sai, tu tiên giới hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Lôi kiếm tông đệ tử có chút lòng còn sợ hãi, chợt nhìn xem bờ đầm trải rộng linh thảo lại hưng phấn lên. Nhiều như vậy phản hồn thảo, có thể đủ tại tông môn hối đoái mấy bình nguyên dương đan, có nó, trúc cơ thì càng có nắm chắc. Vừa muốn đứng dậy ngắt lấy phản hồn thảo, đột nhiên trong lòng báo động đại sinh, theo bản năng tế ra linh phù chụp về phía sau lưng oanh linh phù giữa trời nổ tung một con huyết sắc phi đao cuồn cuộn lấy bay ngược mà quay về chật 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 không hổ là đại tông môn đệ tử có chút bản sự một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến trong rừng chậm rãi đi ra hai cái thanh niên người mặc trường bào màu đỏ ngòm mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm ma đạo tu sĩ lôi kiếm tông đệ tử sắc mặt đại biến nơi này không phải mười đại tông môn độc thuộc bí cảnh sao, làm sao lại xuất hiện ma đạo đệ tử. Nhưng mà, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn biết rõ mình tuyệt không phải hai người bọn họ đối thủ, lật tay ném ra bảy, tám tấm linh bạo phù bắn về phía hai người, mình thì là khống chế pháp khí hướng phía nơi xa cực tốc chạy trốn. Hắn phải nhanh một chút ra ngoài thông tri trưởng bối, nơi này đã bị ma đạo tu sĩ xâm lấn. Muốn chạy? hai tên thanh niên áo bào đỏ ngầu phát ra cười lạnh, đồng thời gian hai tay ra, hai đạo huyết vụ từ quanh thân tràn ngập ra, cấp tốc chui vào riêng phần mình pháp khí bên trong, hai thanh huyết sắc phi đao lách qua linh bạo phù từ hai mặt xuyên thẳng cái trước hậu tâm. Bành bành. Nhưng mà, ngay tại hai thanh phi đao sắp xuyên qua lôi kiếm tông đệ tử thân thể trong nháy mắt, cái trước quanh thân đột nhiên tuôn ra một đoạn chói mắt kim quang, đem phi đao trực tiếp bắn ra ngoài, lòng ánh sáng màu vàng cũng theo đó vỡ vụn. Lôi Kiếm Tông đệ tử nhận chấn động ngược lại trốn được càng nhanh. Đồng thời trong lòng cũng tại may mắn, nếu như không phải sư tôn cho cái này bảo mệnh linh phù, mình đã vừa mới chết rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, phía dưới đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang, tại cổ của hắn chỗ nhẹ nhàng khẽ quấn, đầu của hắn liền từ trên cổ lăn xuống đến, nhiệt huyết cuồng phúng, trên mặt còn lưu lại chạy thoát ý cười. Lúc này, hai tên thanh niên áo bào đỏ ngầu mới bay tới nhìn đứng ở thi thể trước xinh đẹp thân ảnh cười nói. May mắn chuẩn bị thêm một tay, không phải thật đúng là để tiểu tử này chạy. Bớt nói nhảm, tiếp tục tìm, nhất định phải tại chính đạo những lão già kia kịp phản ứng trước đó đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Ba người lúc này đem thi thể bên trên túi trữ vật vơ vét không còn gì, lập tức lần nữa rời đi. Một bên khác, Tần Khải Minh lặng yên không tiếng động trong rừng tìm hành, đột nhiên nhíu mày, ngửi thấy một cổ mùi máu tươi trong lòng của hắn rung lên, thu liễm khí tức chậm rãi sờ lên, rất nhanh tại một gốc cổ một ngọn nguồn phát hiện một cổ thi thể. Đây là Thái Huyền Tông đệ tử. Tần Khải Minh từ đối phương phục sức bên trên nhận ra được, cẩn thận quan sát hạ càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, là bị tu sĩ giết chết, chẳng lẽ là vì tranh đoạt linh thảo giết người đoạt bảo. Không đúng, làm sao còn có cổ huyết sát chi khí. Tần Khải Minh lập tức phát giác được không đúng, mấy năm này tại tầng trường thanh dạy bảo hà hắn làm việc bên trên cũng ổn thỏa cẩn thận rất nhiều trong lòng dân lên nồng đậm bất an lúc này đạp vào phi kiếm liền muốn bỏ chạy thế nào ta nói có con cá sẽ lên câu đi hiện tại mới muốn đi muôn chung quanh trong rừng đột nhiên lóe ra bốn năm đạo thân ảnh mặt nhàn sắc tiên diễm áo bào mặt mũi tràn đầy nhe răng cười tần khải minh sắc mặt khó coi tới cực điểm ma đạo tu sĩ nơi này làm sao lại xuất hiện ma đạo tu sĩ hắn hiểu được vừa mới cái kia thái huyền tông đệ tử là thế nào chết tiểu tử ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích chúng ta cho ngươi thống khoái nếu không liền để ngươi nếm thử bách quỷ phệ hồn lợi hại một quỷ vương tông tu sĩ nắm lấy một mặt cờ đen bên trong không ngừng truyền đến thê lương khóc thét âm thanh nói lời vô dụng làm gì làm thịt hắn kiếm ma tông tu sĩ mặt mũi tràn đầy sát khí đi đầu tế ra ma kiếm vọt tới những người khác cũng cấp tốc đánh giết ma tới tần khải minh cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có tâm tư lại tại giờ khắc này trở nên vô cùng tỉnh táo trong lòng dâng lên một tia minh ngộ tay bấm linh quyết chợt quát lên phân quan kiếm phát tần trường thanh tặng cho phi kiếm màu tím ở giữa không trung lắc một cái biến thành trọn vẹn lục đạo đón đối phương dết tới tại cái này thời khắc sinh tử kiếm đạo của hắn lần nữa lên một cái cấp độ. Giả thần giả quỷ Mấy tên ma đạo tu sĩ cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem tầng khải minh để vào mắt, tế ra ma khí thẳng tắp đụng tới. Theo bọn hắn nghĩ, cái này lục đạo kiếm ảnh chỉ có một cái là thật, chỉ cần có người ngăn trở trong đó chân thân, những người khác liền có thể lao thẳng tới tầng khải minh. Bọn hắn nghĩ không sai, lại đánh giá thấp tầng khải minh kiếm đạo tiêu chuẩn chỉ gặp cái này lục đạo kiếm ảnh sẽ qua cực kỳ quỷ tích huyền ảo, lách mình dịch ra đánh tới ma đạo pháp khí, thẳng đến đối phương nhục thân. Khi băng lãnh thấu xương giống như thực chất kiếm khí để mấy người đều là sắc mặt đại biến, không dám đánh cược trước mặt mình đến cùng là thật là giả, vội vàng triệu hội ma khí ngăn cản. Nhưng mà, một người trong đó ma khí vừa mới ngăn tại trước người, liền bị tử quan trực tiếp phế bỏ, không trở ngại chút nào quán xuyên cổ họng. Cái này sao có thể? tên này xui xẻo lục dục ma tông đệ tử con mắt trừng tròn vo che lấy yết hầu không cam lòng ngã xuống đất cực phẩm pháp khí mấy người khác cũng là quá sợ hãi không nghĩ tới kiếm của đối phương đạo lợi hại như vậy mà lại pháp khí cũng so với bọn hắn ma khí mạnh quá nhiều trốn tần khải minh thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ trong nháy mắt quả quyết đạp vào phi kiếm cực tốc trốn xa hắn vẫn là có tự biết hiển nhiên mặc dù mình kiếm đạo lĩnh ngộ lại có đột phá nhưng cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ, vừa mới đối phương là bởi vì khinh địch mới bị hắn phản sát một cái, hiện tại cẩn thận cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mà lại Tần Khải Minh còn không biết nơi này đến tột cùng còn có bao nhiêu ma đạo tu sĩ, càng kéo dài sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Truy. Mấy cái ma đạo tu sĩ giận tím mặt, phấn khởi tiếng lên. Nhị muội, tam muội, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc a. À. Tần Khải Minh trong lòng lo lắng. Hắn nơi này gặp ma đạo tu sĩ, mang ý nghĩa những người khác cũng tuyệt đối không an toàn. Hắn đoán không sai, hiện tại thanh nguyên bí cảnh bên trong đã lâm vào hỗn loạn, mỗi cái địa phương đều đang chém giết lẫn nhau. Ma đạo tu sĩ cơ số quá lớn, mỗi lần cùng 10 tông đệ tử gặp gỡ chính là lấy nhiều đánh ít, hoàn toàn chính là thiên về một bên đồ sát, chưa có người có thể chạy thoát. Sư huynh cứu ta ta là bích hải tông đệ tử thiên tài, ta còn không muốn chết a à? Không, đừng có giết ta, tất cả mọi thứ đều cho ngươi, đừng có giết ta a à, sư muội Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong tiếng kêu trên liên hồi, thay ngang khắp đồng. Thái Thanh Tông, Thanh Vân Phủ. Đang bồi bọn nhỏ chơi đùa tận trường thanh đột nhiên nhào mắt, hệ thống giao diện điên cuồng chấp động lên hồng quang. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 xuất thủ, giải cứu hài tử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thanh Vân Phủ, đang ở sân bên trong bồi hài tử chơi đùa tầng Trường Thanh đột nhiên ngừng lại. Con của Ngài Tần Khải Minh ngay tại gặp ma đạo tu sĩ truy sát. Ngài Nữ Nhi Tần Mộng Nhu ngay tại gặp ma đạo tu sĩ tập kích. Ngài Nữ Nhi Tần Mộng Tuyết ngay tại gặp ma đạo tu sĩ tập kích. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở điên cuồng lấp lóe, biểu hiện ra tình huống nguy cấp khải minh bọn hắn không phải đi bí cảnh tham gia thí luyện rồi sao làm sao lại bị ma đạo tu sĩ tập kích chẳng lẽ là ma đạo tu sĩ xâm lấn bí cảnh tần trường thanh long tơ đứng đấy trong lòng khẩn trương không kịp nghĩ nhiều lập tức trở về đến gian phòng của mình mặc vào áo bào đen mở ra truyền tống công năng lần này truyền tống cần tiêu hao mười năm tuổi thọ phải chăng truyền tống truyền tống tần trường thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra hệ thống quả nhiên vẫn là ngưu bức, ngay cả bí cảnh đều có thể đi vào, trước đó hắn còn có chút lo lắng loại này địa phương đặc thù không cách nào truyền tống. Bạch quan hiện lên, tầng trường thanh thân ảnh biến mất không thấy. Thanh nguyên bí cảnh Một đường chạy trốn tần khải minh hô hấp dồn dập, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, mấy cái kia ma đạo tu sĩ giống như là thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao kề cận hắn không thả. Hiển nhiên là đối với hắn hận tới cực điểm may mà phi kiếm của hắn là cực phẩm pháp khí, tốc độ so với cái kia người phải nhanh hơn một chút, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng vô pháp đuổi kịp. Nguy rồi, linh lực của ta đã nhanh không chịu nổi. Tần Khải Minh sinh lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình phải chết sao? Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số trận cảnh. Cha, mẹ, sư tôn, nhị muội, tam muội, Còn có sư phụ, ân tình của các ngươi, chỉ có kiếp sau lại báo hắn lúc này quay người liền muốn liều lên sau cùng linh lực cùng đối phương đến cái liều chết đánh cược một lần bỗng nhiên trước mặt bạch quan lấp lánh một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn kia quen thuộc áo bào đen để tần khải minh ngu ngơ tại nguyên chỗ khó có thể tin nói sư phụ tần trường thanh thần niệm quét qua đã hiểu rõ nhi tử tình trạng cơ thể trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận ném đi bình đang vượt quá khứ đứng ở đằng sau ta mau chóng khôi phục linh lực vâng sư phụ tần trường thanh xuất hiện để tần khải minh trong lòng đại định quét qua chán nản tuyệt vọng nở nụ cười trong lòng của hắn sư phụ chính là không gì làm không được trời sập xuống đều có thể đứng vững ngay cả sư tôn trưởng môn đều vào không được bí cảnh sư phụ đều có thể tùy ý ra vào còn có cái gì là sư phụ làm không được hắn giờ phút này đối tần trường thanh sùng bái đã đến mù quáng tình trạng mà giờ khác này mấy cái kia ma đạo tu sĩ đã đi tới trước mặt có chút kinh nghi bất định dò xét tần trường thanh cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa là ai vậy mà hoàn toàn nhìn không ra tu vi chẳng lẽ là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ cái này sao có thể nơi này chính là ngay cả nguyên anh chân quân đều không thể tiến vào các hạ là người nào kiếm ma tông tu sĩ nhíu mày hỏi Tần Trường Thanh nhìn xem mấy cái này kém chút giết chết con trai mình gia hỏa, trong mắt sát ý tung hoành, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, trong túi trữ vật chui ra chính đạo tử sắc lưu quan, trong nháy mắt đã đến mấy người trước mặt. Mấy người quá sợ hãi, nhào nhào muốn thi pháp ngăn cản, nhưng này tử sắc lưu quan căn bản không nhìn phòng ngự của bọn hắn, trong chớp mắt tự xuyên toa mấy trăm cái vừa đi vừa về. Mấy tên ma đạo tu sĩ, bỏ mình tần khải minh mở to hai mắt nhìn hắn biết sư phụ lợi hại lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy mấy người kia trong mắt hắn vẫn là rất cường đại tại sư phụ trên tay lại ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới liền bị miễu sát rồi sư phụ tần khải minh vừa mới mở miệng liền bị tần trường thanh chế trụ bả vai nói trước không cần nói ta dẫn ngươi đi cái địa phương an toàn hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ thanh nguyên bí cảnh nơi hẻo lánh tần trường thanh cùng tần khải minh xuất hiện lần nữa đây là tần trường thanh thông qua hệ thống dò xét sau địa điểm tương đối mà nói tương đối an toàn trong thời gian ngắn không có ma đạo đệ tử tới nơi này rất an toàn ngươi ở chỗ này không muốn đi động trước tiên đem linh lực khôi phục nếu như gặp phải những người khác không được lộ ra vi sư tồn tại tần trường thanh dặn dò một tiếng tần khải minh liền nói tạ ơn cũng không kịp nói liền nhìn xem tần trường thanh lần nữa biến mất không thấy hắn có chút buồn bực, sư phụ gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Tần Trường Thanh đương nhiên gấp, cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là có hắn 13 đứa con cái, lại phần lớn đều gặp phải nguy hiểm. Một chỗ khác bên vách núi, Tần Mộng Tuyết che lấy bả vai, khe hở rò rỉ đổ máu, lại mặt mũi tràn đầy kiên nghị phẫn nộ. Tại nàng đối diện, ba cái ma đạo tu sĩ giữ tận cười lạnh. Nghĩ không ra ngươi một cái nữ oa oa vẫn rất lợi hại, đừng làm vô vị vùng vẫy, Nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi chính là Nguyệt Ma Tông. Lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm màu tím xuyên qua cổ họng, đem hắn câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Không chỉ là hắn, bên cạnh hai tên ma đạo tu sĩ cũng bị phi kiếm mặc vào lạnh thấu tim, chết không nhắm mắt. Ba bộ thi thể ầm vang ngã hiện xuống đất, lộ ra đằng sau một bộ hắc bào tầng trường thanh. Tiền bối. Tần Mộng Tuyết biểu lộ từ kinh ngạc chậm rãi chuyển biến làm kinh hỉ sau đó méo miệng môi hốc mắt đều đỏ. Nàng dù sao vẫn là cái nữ hài tử, tuyệt sử phùng sinh phía dưới nhìn thấy vị này nhiều lần cứu mình tiền bối, cảm xúc lập tức có chút không khống chế nổi. Tần trường thanh nhìn xem nữ nhi lạ chả chực khóc bộ dáng, một trận đau lòng. Nhưng bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, đưa tay đè lại tần mộng tuyết bả vai mở ra truyền tống. Bạch quan lấp lánh, hai người xuất hiện ở khoảng cách tần khải minh chỗ không xa kín đáo đưa cho tần mộng tuyết mấy bình chữa thương khôi phục đang dược tần trường thanh bàn giao một câu lần nữa rời đi tiền bối tần mộng tuyết có chút ủy khuất làm sao lúc này đi thương thế của nàng không nhẹ chỉ có thể trước thu liễm cảm xúc tìm địa phương an toàn chữa thương đi không bao xa phát hiện nơi hẻo lánh bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đại ca tần mộng tuyết kinh hỉ kêu lên tần khải minh cũng phát giác được có người tới gần trong nháy mắt đứng dậy phi kiếm tế ra khi thấy rõ bóng người trước mặt lập tức cũng là đại hỷ tam muội hai người đều là trở nên kích động đơn giản ôn chuyện về sau mới biết được đối phương đều gặp ma đạo tu sĩ bởi vì tần trường thanh bàn giao hai người ngược lại là đều không có lộ ra hắn tồn tại chỉ nói là may mắn đào thoát tần trường thanh tại bí cảnh bên trong không ngừng truyền tống rất nhanh liền đem con cái của mình toàn bộ tổng ma đạo tu sĩ nanh vuốt hạ cứu ra, lại toàn bộ bỏ vào khoảng cách tầng khải minh chỗ không xa. Mặc dù truyền tống một lần liền muốn tiêu hao 10 năm tuổi thọ, nhưng Tần Trường Thanh không chút nào đau lòng, dù sao đây chính là tại cứu vớt con cái của mình. 13 đứa con cái gặp nhau, đều là một trận hưng phấn, cũng càng thêm an tâm. Dù sao tiến vào bí cảnh đều là ngẫu nhiên truyền tống, ma đạo tu sĩ cũng giống vậy, 10 cái tu sĩ, đã coi như là một cổ không thể khinh thường thế lực, đủ để tự vệ. Đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, lại còn có thể phản sát ma đạo tu sĩ, không giống ta, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tần Mộng Nhu sùng bái nói. Tần Khải Minh cười khổ nói. Cũng là may mắn mà thôi, nói đến, huynh đệ chúng ta tỉ muội đều là phúc duyên thâm hậu, nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Những người khác hơi hơi cúi đầu. Bọn hắn tất cả đều đạt được tầng trường thanh bàn giao, không có lộ ra hắn tồn tại. Dù sao tầng trường thanh thế nhưng là nhiều lần cứu bọn họ tại nguy nan thời khắc, không chỉ có là ân nhân cứu mạng, cũng là bọn hắn quý nhân, sư phụ. Húng hồ tiền bối thực lực thâm bất khả trắc, vô tung vô ảnh, nói không chừng bây giờ đang ở âm thầm nhìn xem, nhất định phải nghe hắn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Thiên Linh Căng ôn lộ thanh nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trong lòng cũng của bọn họ có chút suy đoán có thể hay không những người khác cũng là bị áo bào đen tiền bối cứu lại dù sao ma đạo tu sĩ hung tàn tất cả mọi người gặp qua tất cả mọi người vậy mà đều bình yên vô sự hơn nữa còn đều tại cùng một nơi gặp phải đơn giản thật trùng hợp bất quá cái này không trọng yếu cho dù thật là cũng nhất định có áo bào đen tiền bối đạo lý tất cả mọi người mau chóng chữa thương khôi phục, ta đến vì mọi người hộ pháp. Tần Khải Minh cất cao giọng nói. Những người khác nhau nhau gật đầu, khoanh chân khôi phục linh lực. Tự như đám người suy đoán như thế, Tần Trường Thanh thời khắc này xác thực ẩn thân đứng tại đám người cách đó không xa, xác định người thân đều vô sự về sau, thở dài một hơi. Vừa dự định trở về, Tần Trường Thanh lại ngừng, nhíu mày suy tư. Không được chỉ cứu bọn hắn thật sự là có chút quá rõ ràng nếu là sau này trở về các tông môn phát hiện sống sót chỉ có con của ta tất nhiên sẽ sinh nghi thái thanh tông rất có thể trực tiếp hoài nghi đến trên đầu của ta mặc dù hệ thống ẩn tàng năng lực rất lợi hại nhưng không cần thiết mạo hiểm vẫn là lại cứu một chút đệ tử khác càng ổn thỏa tần trường thanh thời khắc tuân theo lấy ổn định đừng sống nguyên tắc đem sự tình cân nhắc chu toàn trong rừng rậm ôn lộ thanh chật vật chạy thuộc mạng trong lòng tuyệt vọng. Nàng đã bị thương không nhẹ, pháp khí bị đánh nát, linh phù cũng cơ hồ bị dùng hết, sợ dĩ còn tại trốn, chính là một cổ tín niệm đang chống đỡ mà thôi. Sau lưng thì là không nhanh không chậm đi theo năm tên ma đạo tu sĩ, từng cái mang trên mặt mèo hí chuột nụ cười đắc ý. Ông Lộ Thanh, đừng chạy, ngươi chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, ha 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 ha. Trước đó liền nghe sư bá nói qua, Bích Hải Tông có một thiên tài nữ tu sĩ gọi ôn lộ thanh, hơn nữa còn là thiên linh căn tư chất, chật chật, ta thế nhưng là còn không có chơi qua thiên linh căn nữ nhân, không biết là tư vị gì. Nàng thế nhưng là lần này mười tông môn thi đấu xếp hạng thứ nhất đệ tử thiên tài, nếu là đem nàng mang về, tông chủ nhất định không thể thiếu chúng ta ban thưởng, hắc hắc hắc. Nữ nhân này dài thật là xinh đẹp, đợi lát nữa ta muốn tự tay đem da mặt của nàng lột bỏ đến trong đó một tên lục dục ma tông nữ tu sĩ đột nhiên vùng ra trường tiên, hát quan chấp động, rồi sao hung hăng quất vào ông lộ thanh phía sau lưng. 3. Ông lộ thanh kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, phía sau xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Ngươi làm gì, làm hỏng đợi lát nữa chơi thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm tình. Bốn người khác lập tức có chút khó chịu. Ông lộ thanh mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc nàng tự nhiên biết mình nếu là rơi vào mấy người này trong tay sẽ có dạng gì hạ tràng đột nhiên từ trong túi trữ vật móc ra một trương linh bạo phù cắn răng nói ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý năm người mặc lộ vẻ vẻ chăm chọc một người trong đó đột nhiên năm ngón tay khẽ vồ ôn lộ thanh trong tay linh bạo phù liền bị lăn không nhíp đi qua linh lực đã trống không ôn lộ thanh lập tức sắc mặt trắng bệch không nghĩ tới mình muốn chết đều làm không được năm người cười ha ha, bọn hắn liền thích xem những này chính đạo đệ tử tuyệt vọng dãy dụ nhưng lại bất lực dáng vẻ. Tới đây cho ta. Một người cười lạnh, toàn thân khói đen mờ xuất mịt, hướng phía ông lộ thanh cùng cùng mà đi. Ông lộ thanh liều mạng đạp chân lui lại, trên mặt hiển hiện sợ hãi cùng vô tận tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một thân ảnh đột nhiên lóe ra, chặn ngang ở giữa, tiện tay vung lên, kia cùng cuộn ma khí trong nháy mắt tiêu tán. Người nào? năm tên ma đạo tu sĩ biến sắc lộ ra vẻ cảnh giác ôn lộ thanh cũng có chút kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người áo đen tần trường thanh quét mắt ôn lộ thanh trong lòng thầm khen không thể không nói vị này bích hải tông thiên tài nữ đệ tử dài đích xác rất đẹp nhất là bây giờ một bộ ta thấy mà yêu sợ sở, sở động lòng người bộ dáng đơn giản muốn đem lòng của nam nhân đều hóa thành ngón tay mềm gặp tần trường thanh căn bản không để ý tới mình năm người lập tức nổi giận. Có thể đi vào bí cảnh tu vi chênh lệch cũng không lớn, tất cả mọi người là luyện khí kỳ, chúng ta bên này thế nhưng là có năm cái. Năm đánh một, ai sợ ai a, à, không phải liền là có chút thủ đoạn đặc thù a, à, giả thần giả quỷ. Muốn chết. Năm người đồng thời xuất thủ, hắc sắc ma khí sen lẫn nồng đầm huyết sát chi khí cuồn cuộn mà đến, trong đó còn có giữ tận lệ quỷ hư ảnh đang gầm thét, thanh thế đoạt người. Cẩn thận. Ông Lộ Thanh vội vàng nhắc nhở. Tần Trường Thanh lại là cười nhạt một tiếng, chính đạo tử sắc lưu quan bắn ra, mênh mông linh lực chớp mắt liền đánh tan đỏ thẩm nhị khí, chợt tại năm người kinh hải muốn tuyệt trong ánh mắt bắn thủng thân thể của bọn hắn. Quá! Quá mạnh! Ông Lộ Thanh mặt mũi tràn đầy rung động, nàng lập tức minh bạch, trước mắt cái này thần bí người áo đen tuyệt đối là cái tu vi không cách nào phỏng đoán cao nhân nhưng mà tần trường thanh cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới mà thôi, chỉ là ẩn giấu tu vi, khiến cái này người đều nhìn không ra. Mặc dù những người này đều là thiên chi kiêu tử, đáng tiếc, chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, lại nghịch thiên cũng rất khó là trúc cơ tu sĩ đối thủ, huống chi tần trường thanh còn có pháp bảo lợi hại, phù lục chờ. Đi. Tần trường thanh thần niệm quét qua, biết thời khắc này ôn lộ thanh đã linh lực mất hết, hành động đều có chút khó khăn, trực tiếp đem nó ôm lấy, mở ra truyền tống. Bạch quan hiện lên, hai người một lần nữa hiện thân. Nơi này rất an toàn, ngươi có thể an tâm chữa thương. Tần trường thanh đưa tới mấy bình đang dược, nghĩ nghĩ, lại lưu lại một thanh phi kiếm màu đỏ. Hôm nay ta cứu ngươi sự tình không được lộ ra cho người khác, cho dù là cha mẹ của ngươi, sư môn trưởng bối cũng không được, hiểu chưa? Ông lộ thanh miếm môi một cái, trọng trọng gật đầu. Tiền bối yên tâm, ta nhất định không nói tần trường thanh gật gật đầu vừa muốn quay người liền nghe ôn lộ thanh gấp giọng hỏi tiền bối ân cứu mạng vãn bối ghi nhớ trong lòng có thể hay không cáo tri tục danh của ngài tần trường thanh cười nhạt âm thanh không có trả lời thân hình nhất chuyển biến mất tại trong bạch quan ngay cả danh tự cũng không muốn nói à ôn lộ thanh có chút thất vọng mất mát tần trường thanh tại nàng nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện liền như là trong bóng tối một chùm sáng, đưa nàng toàn bộ thế giới đều chiếu sáng, cái này người mặc hắc bào thần bí tiền bối đã thật sâu ấn khắc tại nàng trong lòng. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng vừa mới Tần trường thanh ông nàng, ôn lộ thanh đã nhớ kỹ hắn hương vị, nàng đối mùi rất mẫn cảm, nếu như còn có thể có cơ hội gặp phải, nhất định có thể nhận ra. Giải quyết xong ôn lộ thanh sự tình, tần trường thanh lại ngựa không ngừng vó đi cứu vớt cái khác mười tông môn đệ tử hắn cũng không cùng cái khác ma đạo tu sĩ dây dưa, mang theo người liền đi, mấy canh giờ sau, liền cứu được hơn 60 người. Hiện tại 10 đại tông môn đệ tử, phần lớn đều tụ tập ở cùng nhau, mà ma đạo tu sĩ vẫn là rất phân tán, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tụ tập lại, nếu là song phương chạm mặt nữa, độ sát vị trí sẽ lập tức xoay chuyển. Bí cảnh thí luyện muốn tiếp tục 3 ngày thời gian, hai ngày này vẫn là phải thời khắc chú ý, không thể để cho bọn nhỏ lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Tần trường thanh không có thư giãn, vẫn còn tiếp tục chú ý tất cả mọi người đồng tĩnh. Không được, mười tông đệ tử đều có chỗ thương vong, con của ta lại một cái đều vô sự, chỉ sợ vẫn là sẽ để người chú ý. Tần trường thanh vẫn cảm thấy không quá ổn thỏa, dù sao thái thanh tông thế nhưng là biết mình nội tình. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa khởi hành, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, âm thầm mang đi hai đứa bé cũng trực tiếp truyền tống ra cảnh quốc. Triệu quốc ngọn núi nào đó mạch. Tần Trường Thanh nắm lấy Tần Khải Linh bả vai xuất hiện. Sư phụ, đây là nơi nào? Tần Khải Linh có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, đối Tần Trường Thanh tuyệt đối tín nhiệm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Chính ma hai đạo đều tức giận. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tần trường thanh nói nơi này là triệu quốc triệu quốc tần khải linh lập tức có chút giật mình nghi ngờ nói sư phụ ngài tại sao muốn đem ta đưa đến nơi này tần trường thanh lạnh nhạt nói khải linh ngươi có biết lần này nếu không có vi sư xuất hiện các ngươi sẽ là kết cục gì khải linh nhớ tới ma tông tu sĩ hung tàn cũng có chút nghĩ mà sợ chán nản nói chỉ sợ có thể sống đến sau cùng mười không còn một tần trường thanh gật gật đầu ngữ trọng tâm trường nói trước ngươi liền cùng vi sư nói qua nhiều lần gặp tông môn sư huynh đệ xa lánh cái này cùng ngươi có chút không tranh quyền thế tính cách có rất lớn quan hệ đương nhiên thanh tĩnh vô vi cũng không phải chuyện xấu triệu quốc có cái tu tiên môn phái gọi vô niệm cát rất thích hợp ngươi tần khải linh lại là kinh ngạc vừa cảm động kinh ngạc chính là sư phụ lại muốn đem mình lưu tại triệu quốc cảm động là sư phụ vẫn luôn đang vì mình cân nhắc Sư phụ, Đồ Nhi có chút sợ. Tần Khải Linh dù sao mới mười mấy tuổi, một thân một mình đi vào tha hương nơi đất khách quê người làm sao có thể không sợ. Tần Trường Thanh cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là định tiếng nói. Mặc kệ đối mặt các loại khốn cảnh đều muốn dũng cảm đối mặt, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, ngươi là vị sư đệ tử, đừng cho vi sư thất vọng. Tần Khải Linh hốc mắt có chút đỏ lên, bất quá vẫn là kiên định gật đầu nói đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo tần trường thanh từ trong túi trữ vật lại lấy ra không ít linh phụ pháp khí đưa cho hắn dặn dò tại địa phương xa lạ ngươi có thể dựa vào chỉ có mình đừng nghĩ đến có vi sư che chở liền có thể vì gối cao không lo vi sư không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý ngươi hiểu chưa rõ tài không lộ ra ngoài đạo lý hẳn là không cần vi sư nhiều lời lòng người hiểm ác ngươi phải nhiều hơn đề phòng Tần Trường Thanh cho hắn một cái túi đựng đồ, bên trong có không ít linh phù, pháp bảo còn có linh thạch các loại, trịnh trọng bàn giao rất nhiều, mới vỗ vỗ bờ vai của hắn truyền tống rời đi. Sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tần Khải Linh đối Tần Trường Thanh biến mất địa phương trùng điệp dập đầu ba cái. Tần Trường Thanh sau khi quay về, lại truyền tống đi mấy tính cách cùng loại Tần Khải Linh, tại tông môn qua cũng không vui vẻ hài tử, lúc này mới yên lòng lại bạch quan lưu chuyển tần trường thanh về tới thanh vân phủ chậm rãi bỏ đi áo bào đen than nhẹ một tiếng đối tần khải linh mấy hài tử kia hắn cũng không muốn đưa tiễn nhưng để cho ổn thỏa chỉ có thể làm như thế về sau phải nhiều hơn chú ý bọn hắn động tĩnh. bọn nhỏ mau mau trưởng thành đi tần trường thanh chấp hai tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt có chút xuất thần thanh nguyên bí cảnh bên ngoài các vị đạo hữu thời gian đã đến chờ đợi tại bí cảnh bên ngoài mười tông trưởng lão nhóm nhau nhau vương người đứng dậy, lần nữa tế ra pháp bảo chống ra cửa vào thông đạo. Hưu hưu hưu. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh từ trong thông đạo liên tiếp bắn ra, nhìn thấy bọn hắn vết máu khắp người bộ dáng, các tông trưởng lão nguyên bản treo nụ cười mặt dần dần thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều thụ nặng như thế tổn thương? Chẳng lẽ bí cảnh bên trong yêu thú tại cái này nằm bên trong trưởng thành nhanh như vậy sao? đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng riêng phần mình giữ chặt nhà mình đệ tử hỏi thăm. Sư bá, chúng ta, chúng ta bị ma tông tu sĩ vây giết, trương sư huynh hắn vì cứu ta. Ô ô ô, sư tôn, là đồ nhi vô dụng, không thể bảo vệ tốt sư đệ. Trưởng lão, vì cái gì ma tông tu sĩ sẽ xâm lớn bí cảnh? Mấy vị sư huynh sư tỷ đều đã chết, chúng ta mạch này chỉ có ta sống trở về. Nghe thấy lời ấy, các tông trưởng lão tất cả đều lộ ra phẫn nộ biểu tình khiếp sợ cái gì ma tông tu sĩ xâm lấn bí cảnh bọn hắn làm sao có thể mở ra bí cảnh cửa vào trời đánh ma tông tu sĩ dám đụng đến ta thái huyền tông đệ tử lão phu định dạy các ngươi chết không yên lành việc này đến mau chóng bẩm báo tông môn ma tông tu sĩ đồ sát ta chính đạo đệ tử đây là muốn tuyệt chúng ta rễ a à. lão phu nhất định phải đem cái này ma tông nhổ tận gốc gấp trăm lần hoàn trả. Các các tông môn trưởng lão tức giận đến mức cả người run run, mặt mũi tràn đầy cuồng nộ. Lại qua trọn vẹn nửa canh giờ, thẳng đến thông đạo quan bế đều không còn có người ra, các tông trưởng lão nhắm mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, khó có thể tin nói. Tất cả đệ tử đều đi ra rồi. Kiểm lại một chút, ra đệ tử vậy mà chỉ có hơn 60 người, nói cách khác, lần này bí cảnh thí luyện, trọn vẹn chết hơn 30. Bình thường thí luyện cũng không phải không có tử vong, nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 người, bây giờ lại hao tổn gấp 3 còn nhiều hơn, tất cả trưởng lão trái tim đều đang chảy máu, cái này đều là bảo bối của bọn hắn u cục. Bọn hắn không biết là nếu như không có Tần Trường Thanh xuất hiện, lần này thí luyện, chính đạo đệ tử rất có thể một cái cũng không sống nổi. Thông đạo mở ra lâu như vậy, có thể ra hẳn là đều đi ra, không có khả năng ra ngoài liền. Ma tông lão phu cùng các ngươi không đội trời chung. Chuyện này quá trọng yếu, các tông môn trưởng lão lập tức dẫn đầu các đệ tử cấp tốc trở về bẩm báo tông môn. Một bên khác, mà tông tứ tông đồng dạng mở ra bí cảnh thông đạo tiếp dẫn đệ tử trở về. Hắc hắc, tân tân khổ khổ bồi dưỡng mầm tiên đều tử quan, những lão gia hỏa kia sợ là muốn bị tức giận thổ huyết. Ta đã có thể tưởng tượng những lão già kia vô năng cùng nộ dáng vẻ, kiệt 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 kiệt. Bốn vị ma tông trưởng lão nhìn nhau cười ha ha. Nhưng rất nhanh, bọn phêu hắn liền không cười được. Tình huống như thế nào? Nhà mình ma tông đệ tử làm sao đều một bộ thảm hề hề bộ dáng. Đợi đến tất cả mọi người ra, ma tông trưởng lão tất cả đều hít sâu một hơi, tức giận nói: "Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thiếu đi nhiều người như vậy?" Tiến vào bí cảnh 400 ma tông tu sĩ, trở về vậy mà chỉ có hơn 200 người nói cách khác, có chân đủ hơn 100 ma tông tu sĩ chết tại bí cảnh bên trong. Mười tông những cái kia oát con vậy mà như thế lợi hại. Vậy mà giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy. Nguyệt ma tông trưởng lão khó có thể tin nói. Trưởng lão, không phải như vậy, nhân số chúng ta chiếm ưu thế, những cái kia chính đạo đệ tử căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ là ngay tại chúng ta giết hưng khởi lúc, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí người áo đen, đem người cứu đi không nói, còn giết chúng ta thật nhiều người. Đúng đúng đúng, chúng ta nơi này cũng gặp phải cái người thần bí, người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ, vô tung vô ảnh, thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Ta chỗ này cũng gặp phải, hẳn là cùng là một người. Chúng ma tông đệ tử nhau nhau mở miệng, mang trên mặt bi phẫn cùng không cam lòng. Thần bí người áo đen. Bốn vị ma tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc thanh nguyên bí cảnh làm sao lại xuất hiện như thế một cái cao thủ thần bí trong này không phải không cách nào tiến vào luyện khí kỳ trở lên tu sĩ sao nếu như hắn không phải luyện khí kỳ lại thế nào khả năng đối với mấy cái này đệ tử tùy ý đồ sát việc này có chút không đúng chúng ta phải nhanh một chút trở về bẩm báo tông chủ bốn người ngưng trọng gật đầu lập tức dẫn các đệ tử cấp tốc xông lên trời rất nhanh đạt được tin tức mười tông tông chủ cũng là tức giận không thôi mà tông đây là muốn làm gì muốn bốc lên chính ma đại chiến sao xâm lấn bí cảnh giết ta nhiều đệ tử như vậy thù này không báo lão phu thề không làm người bích hải tông chủ phong đại điện bên trong bao quát ôn lộ thanh ở bên trong thí luyện đệ tử đã bị bình yên đưa về tông chủ nhìn xem các đệ tử bộ dáng chật vật sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng cũng là một trận hoảng sợ May mắn ôn Lộ Thanh vị này đệ tử thiên tài nhất không chết, không phải bọn hắn ruột đều muốn hối hận Thanh. Dựa theo các ngươi nói tới tình huống suy tính, sầm lớn bí cảnh Ma tông tu sĩ tối thiểu là các ngươi bốn lần trở lên, các ngươi vậy mà có thể còn sống sót. Tông chủ bỗng nhiên nhìn chằm chằm đám người hỏi. Chúng đệ tử trong lòng căng thẳng, chắp tay nói. Các đệ tử cũng là may mắn. May mắn? Chưa chắc a. À. Tông chủ con mắt nhắm lại, hơn 400 ma tông tu sĩ vây giết chỉ có 100 người chính đạo đệ tử, các ngươi cho dù bên trong mặc dù không thiếu thiên tài, lại có thế tại cao hơn mình mấy lần ma tông tu sĩ vây giết hạ nhiều lần đào thoát, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi đi. Các trưởng lão khác nhóm cũng kịp phản ứng, trước đó là bởi vì quá lo lắng, bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Bí cảnh chi địa thế nhưng là ngẫu nhiên truyền tống, bọn hắn không có khả năng vừa mới bắt đầu liền bảo đoàn, đối mặt hung tàn ma tông tu sĩ, mười đại tông môn đệ tử người còn sống sót đến được thật có chút không đúng lắm. Nói. Tông chủ quát chói tai một tiếng, tất cả mọi người thân thể đều run run một chút. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không trong tông môn xảy ra vấn đề. Thanh nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có trưởng lão truyền âm ấm giọng hỏi. Ông lộ thanh ngậm miệng lắc đầu nói. Sư bá, đệ tử thật là may mắn đào thoát trưởng lão khẽ vuốt cầm, cũng không có hoài nghi ôn lộ thanh dù sao cũng là thiên linh căng còn có không ít bảo mệnh pháp khí có thế từ ma tông tu sĩ trong tay đào tẩu cũng không kỳ quái trưởng môn là có cái thần bí người áo đen là hắn đã cứu ta ta cũng là bị một cái thần bí người áo đen cứu đối mặt các trưởng bối trọng áp rốt cục có người nhịn không được triệt để tất cả đều nói ra tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 46 Ba nhà chuyển di, chính ma tệ tụ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tình huống giống nhau cũng tại cái khác chính đại tông môn trình diễn Mặc dù tần trường thanh liên tục bàn giao Nhưng cuối cùng có người không chống đỡ được trưởng bối tạo áp lực nói ra Thần bí người áo đen Vậy mà có thể tùy ý xuyên thẳng qua bí cảnh Người này đối ta Thái Huyền Tông có đại ân Chỉ là không biết thân phận chân thật của hắn Cứu được nhiều như vậy chính đạo đệ tử, chẳng lẽ cũng là ta mười tông môn người. Tu vi của người này thâm bất khả trắc, ngay cả Hóa Thần Thiên Quân đều không thể tại không phá hư bí cảnh tình huống dưới tiếng vào bí cảnh, hắn vậy mà có thể tùy ý tới lui, hẳn là. T Các tông đều đang suy đoán Hắc y nhân thân phận, lại đều đoán không ra là ai. Ma đạo tứ tông cao tầng giờ phút này tề tụ Quỷ Vương tông. Hắc bào nhân này quá ghê tởm vậy mà giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy ta hận không thể đem hắn rút gân lột da nghiền xương thành tro ta nguyệt ma tông chết người nhiều nhất tông chủ người này nhất định là mười tông người bên kia nếu là chưa trừ diệt về sau tuyệt đối là đại họa tâm phúc của chúng ta đúng vậy a à, tông chủ nhất định phải giết hắn ma đạo tu sĩ sát khí ngút trời nhào nhào kêu la quỷ vương tông tông chủ cười lạnh nói giết hắn các ngươi biết hắn là ai hiện tại ở đâu sao mọi người nhất thời có chút bất đắc dĩ đúng vậy à kêu hoang cũng vô dụng thôi căn bản liền đối phương thân phận gì cũng không biết việc này chỉ có thể trước buông xuống bỗng nhiên nguyệt ma tông trưởng lão truyền âm nói tông chủ lần so tài này ta phát hiện một cái có ý tứ sự tình nguyệt ma tông tông chủ đuôi lông mày châu lên nói chúng ta xếp vào ở bên kia ám tử phát hiện, 10 tông rất nhiều đệ tử thiên tài đều họ tần, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, phát hiện những này họ tần đệ tử vậy mà đều đến từ cảnh quốc một cái tiểu gia tộc, tiên dương sơn tần gia. Lại có loại sự tình này. Nguyệt ma tông tông chủ hứng thú. Những này họ tần đệ tử phần lớn đều là thượng phẩm linh căn, còn có cực phẩm linh căn, thiên tư bất phàm. Cái này tiên dương sơn tần gia có thể sản xuất nhiều như vậy chất lượng tốt mầm tiên, khẳng định là có cái gì kỳ lạ địa phương chúng ta sao không đem bọn hắn mang về dạng này chẳng phải là từ một phương diện khác đoạn mất mười tông môn mầm rễ nguyệt ma tông tông chủ lập tức đại hỷ trưởng lão lời nói rất đúng thấy hắn như thế hớn hở ra mặt những người khác hơi kinh ngạc nhìn tới hiện tại ma đạo thế nhỏ bốn đại tông môn cộng đồng chống lại chính đạo mười tông nguyệt ma tông tông chủ cũng liền không có giấu giếm đem sự tình nói một lần những người khác lập tức cũng là trở nên kích động. Phát hiện này rất trọng yếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức phái người đi. Các gia sản tức riêng phần mình phái ra mấy vị trưởng lão chấp sự, diệt đi một cái nho nhỏ tu tiên gia tộc, cũng không cần đến phái ra quá nhiều người, giống trống khu chiên ngược lại sẽ để người chú ý. Thái Thanh Tông từ khi thí luyện kết thúc, các tông rời đi sau vẫn chú ý bọn hắn động tĩnh biết bởi vì lần này thi đấu đã lộ ra một chút mánh khóe đưa tới cái khác chính cái tông môn chú ý. Chưởng môn sư huynh, gần nhất ba nhà phụ cận có chút không đúng, âm thầm tự hồ nhiều hơn không ít xa lạ tu sĩ, chỉ sợ đã bại lộ. Tào phong trưởng lão tiến lên bẩm báo nói. Liễu Thanh Huy cao mày nói. Xem ra bọn hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, không thể kéo dài được nữa, lập tức phái người đi đem ba nhà toàn bộ tiếp vào trong tông môn, Tần trường thanh năng lực tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết. Khi ba nhà đơn giản thật quá ngu xuẩn. Trước kia nếu là đem tất cả hài tử đều đưa đến Thái Thanh Tông chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi. Tất cả trưởng lão có chút chán nản, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể mau chóng đem cái đuôi thu lại. Rất nhanh, Thái Thanh Tông sơn môn chỗ bắn ra một đạo lưu quan cấp tốc đi xa. Tiên Dương Sơn, Tần Gia. Đã xảy ra chuyện gì? gia chủ để chúng ta đều tụ tập lại làm gì? Không rõ ràng, bất quá ta giữ nhà chủ giống như có chút khẩn trương dáng vẻ. Đám người tụ tập tại hậu viện bên trong nghị luận âm ỉ. Bỗng nhiên, mấy đạo lưu quan rơi vào trong viện, lấy tàu phong cầm đầu sáu tên Thái Thanh Tông trưởng lão mang theo tầng chính dương hiện thân. Tình huống như thế nào? Bọn họ là ai a? À? Chưa thấy qua, bất quá làm sao ngay cả mấy vị lão tổ đều đi ra rồi mà lại đối bọn hắn còn rất cung kính sợ hãi dáng vẻ tào phong thản nhiên nói người đều đến đông đủ sao hồi tào trưởng lão trong gia tộc tất cả mọi người đến đông đủ tần chính dương cung kính chắp tay nói trong lòng bọn họ buồn khổ thái thanh tông trưởng lão đã đem sự tình cáo tri bọn hắn cũng minh bạch không cùng thái thanh tông đi là không thể nào tần trường thanh bí mật thái thanh tông tuyệt đối sẽ không cho phép để những tông môn khác biết nếu như không tuân chính là đang buộc thái thanh tông diệt khẩu tào phong trưởng lão cũng không có nói nhảm phất tay một chiếc to lớn bạch ngọc phi thuyền cực tốc phóng đại lơ lửng tại viện tử giữa không trung tất cả mọi người lập tức đi lên nhanh tào phong trưởng lão gào to nói người tần gia lập tức lên rối loạn tại sao muốn đi lên bọn hắn muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào tần chính dương cùng mấy vị trúc cơ kỳ trưởng lão quát lạnh nói Nghe tàu trưởng lão mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức lên thuyền. Đại đa số người cũng không biết tàu phong trưởng lão mấy người thân phận, loại thời điểm này vẫn là gia chủ cùng mấy vị lão tổ nói chuyện càng có tác dụng, tất cả mọi người lúc này mới đình chỉ nghị luận âm ỉ lên thuyền. Bỗng nhiên, giữa không trung truyền đến một thanh âm. "Tào huynh, ngươi mang nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ chuẩn bị đi chỗ nào a?" À? Đang khi nói chuyện, giữa không trung tầng gia đại trận bị trong nháy mắt đánh nát nằm thân ảnh xuất hiện trên bầu trời tần gia tào phong mấy người sắc mặt đột biến nguyên chân nguyên chân là thái huyền tông ngoại môn trưởng lão giống như hắn cũng là nguyên anh chân quân hai người thực lực không kém nhiều trời ạ à, những này là người nào thật là khủng khiếp linh lực ba động ta đều nhanh hít thở không thông lần trước hoàng gia kim đang lão tổ đến đều không có khủng bố như vậy chẳng lẽ là nguyên anh chân quân nguyên anh chân quân làm sao lại đến chúng ta tần gia cái này không hợp lý a à? người tần gia ngửa đầu nhìn lại đều là sắc mặt trắng bệch Tào phong tâm niệm thay đổi thật nhanh chắp tay cười nói những người này cùng ta có chút nguồn gốc nguyên huynh cũng biết gần nhất ma đạo tu sĩ lại bắt đầu quấy phá lão phu không thể không phòng a à? nguyên chân ồn một tiếng tự tiếu phi tiếu nói ma đạo tu sĩ lại càng rỡ cũng không cần thiết đi nhằm vào một cái nho nhỏ tu tiên gia tộc a, Tào huynh có phải hay không có chút quá lo lắng. Tào Phong khẽ nhíu mày, vừa muốn giải thích, bốn phương tám hướng lần nữa phóng tới mấy chục đạo lưu quang, lơ lửng trên bầu trời tầng gia, nghiễm nhiên đem chung quanh phong tỏa cảm giác. Nguy rồi. Tào Phong bọn người thầm nghĩ không ổn, bọn gia hỏa này làm sao tới nhanh như vậy? Thật tình không biết, cái khác chính đại tông môn đã sớm phái người chú ý bên này động tĩnh phát giác được không thích hợp lập tức đến đây chặn đường trước mắt đã hiện thân liền khoảng chừng năm đại tông môn cầm đầu cũng đều là các tông trưởng lão chấp sự hiển nhiên đối với cái này cũng cực kỳ trọng thị tào huynh ma đạo mới vừa bắt một chút động tỉnh ra liền đem ngươi sợ đến như vậy cũng không giống như là tác phong của ngươi ai tào huynh lo lắng cũng không phải không có lý đã tất cả mọi người tới không bằng các vị cùng một chỗ hộ tống cũng như mấy phần bảo hộ tào huynh nghĩ như thế nào năm cái tông môn trưởng lão đối mắt nhìn nhau đều suy đoán ra mục đích của đối phương nguyên bản bọn hắn chỉ là hoài nghi nhưng bây giờ nhìn thái thanh tông vội vã như thế chuyển di tần gia tử đệ trong lòng càng vững tin mấy phần tào phong chỗ nào không biết bọn hắn có chủ ý gì đơn giản chính là muốn mượn hộ tống danh nghĩa điều tra tần gia hư thực nhìn xem thái thanh tông đến cùng đang dở trò quỷ gì đây là cá nhân ta việt tư cũng không nhọc đến phiền các vị đạo hữu còn xin tránh ra tào phong lúc này liền muốn khu động bạch ngọc phi thuyền rời đi chúng ta thế nhưng là có ý tốt tào huynh dạng này thế nhưng là có chút bất cận nhân tình đâu nguyên chân sắc mặt trầm xuống nhẹ nhàng phủi xuống ống tay áo bốn người sau lưng lập tức tản ra cái khác tứ tông trưởng lão cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái ẩn ẩn có đem tào phong vây ở chỗ này trạng thái tào phong sắc mặt khó coi lo lắng không thôi trong mắt ẩn ẩn hiện lên tàn khốc. Bỗng nhiên, nơi chân trời xa bay tới dừng lại huyết sắc mây mù, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến đám người trên không, quỷ dị tiếng cười vang lên. Kiệt 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 kiệt, nơi này thật là náo nhiệt a, à, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. À. Huyết vụ tản ra, lộ ra hơn 10 đạo thân mang tiên diễm áo bào ma đạo tu sĩ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 các phương sinh nghi chúng thất chi nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chúc tinh hà diêm thanh là ma môn tạp toái bọn hắn lại còn dám đến hỗn trướng đưa ta đệ tử mệnh đến nhìn thấy đám người này nguyên chân đám người nhất thời đỏ mắt linh lực khuấy động pháp khí ông ông chiến minh giờ phút này hiện thân chính là ma đạo bốn đại tông môn trưởng lão chính ma hai đạo thế nhưng là không ít giao thủ những người này đều là các đại tông môn cao tầng, tự nhiên là nhận biết. Tào Phong trong lòng run lên, phẫn nộ đồng thời cũng rất khiếp sợ. Ma đạo người làm sao sẽ cũng tới nơi này, chẳng lẽ bọn hắn cũng đã nhận ra cái gì sao? Kiếm ma tông trưởng lão chút Tinh Hà cười quái dị nói. Mới giết các ngươi như thế điểm đệ tử liên tức thành dạng này. Chúng ta lúc đầu thế nhưng là dự định toàn bộ giết sạch, chỉ là bọn hắn vận khí tốt thôi. Hắc hắc, các ngươi cần phải đem bên đệ tử nhìn kỹ lúc ra cửa cẩn thận một chút nếu không có mệnh ra mất mạng về coi như không xong ha 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 mà tông tu sĩ ha ha cuồng tiếu nguyên chân mấy người sắc mặt khó coi bích hải tông trưởng lão khúc minh nghĩa đã không nhịn được trực tiếp tế ra pháp bảo đánh tới chợt quát lên tạp toái chết đi cho ta bên này vừa đồng thủ lập tức lên phản ứng dây chuyền song phương nhao nhao tế ra pháp bảo điên cuồng tấn công mà đi trong lúc nhất thời giữa không trung linh lực phun trào các loại quan hoa lấp lánh không ngừng cường đại linh lực ba động đem kiến trúc chung quanh rung sụp từng đạo kinh khủng kiếm khí đào khí giăng khắp nơi đem đại địa xé rách ra rảnh sâu hoắm ma đạo đột kích thân là thái thanh tông trưởng lão tào phong cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn liếc mắt sau lưng đã sợ đến run lẩy bảy người tần gia truyền âm nói ngô trưởng lão ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Ngô trưởng lão minh bạch chuyện tầm quan trọng, gật gật đầu, trực tiếp khống chế bạch ngọc phi thuyền từ khe hở cực tốc vút không mà đi. Không tốt, bọn hắn muốn chạy. Nguyên chân mắt thấy bạch ngọc phi thuyền rời đi, lập tức trong lòng khẩn trương, lần này tới mục đích đúng là vì tần gia, làm sao có thể cam tâm nhìn xem Thái Thanh Tông đem người mang đi. Truy Các phe mục đích đều là nhất trí, bao quát ma đạo tứ tông, giờ phút này vì người tần gia, vậy mà tạm thời bỏ lẫn nhau thù hận, nhau nhau quay đầu mau chống đuổi. Nguy rồi. Tào Phong cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới những người này vì truy người tần gia ngay cả lần này cừu hận cũng không để ý. Oanh! 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 Mười mấy món pháp bảo cực tốc từ phía sau phóng tới, hung hăng đâm vào bạch ngọc phi thuyền bên trên. Cái này bạch ngọc phi thuyền mặc dù có trận pháp phòng ngự, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy nguyên anh chân quân đồng thời xuất thủ, phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, phi thuyền cũng ở giữa không trung giải thể. Đáng chết! Ngô trưởng lão cùng phúng một ngụm máu, đã là bị thương nhẹ, lại tại trước tiên lần nữa từ trong túi trữ vật ném ra ngoài một thanh phi kiếm cấp tốc biến lớn, đồng thời phất tay tràn ra linh lực, đem chung quanh tầng gia tử đệ kéo lên phi kiếm tiếp tục quay đầu trốn như điên. Dưới mắt đã không cố được quá nhiều, chỉ có thể cứu mấy cái là mấy cái. Tần gia cái khác tử đệ tại Bạch Ngọc Phi thuyền sụp đổ sau vội vàng riêng phần mình tế ra pháp khí lơ lửng, có chút mờ mịt, càng nhiều thì là sợ hãi. Đây là ta. Một ma đạo tu sĩ cực tốc tiêu xạ mà đến, giữa không trung ngưng tụ ra một con cuồng cuộn ma thủ, đem bên trong hai tên tần gia tử đệ trực tiếp nắm trong tay. Lăn đi. Không đợi hắn đem người mang đi, bên cạnh lập tức đánh tới một người, lại là lôi kiếm tông trưởng lão, thao túng pháp bảo muốn đem người giành lại tới. Muốn từ bản tọa trong tay cướp người. Nằm mơ. Cái trước cười lạnh, hai người lúc này bắt đầu kịch liệt giao chiến. Không chỉ là bọn hắn, song phương các tông đệ tử đều đang điên cuồng cướp đoạt tầng gia tử đệ, giữa không trung không ngừng vang lên làm cho người kinh hãi sợ hãi bạo liệt đụng nhau âm thanh. Có người được thành công cướp đi, cũng có người tại song phương trong giao chiến bị cường đại linh lực đụng nhau xé rách thành mảnh vỡ, chết cực kỳ thảm liệt. Thái Thanh Tông, Thanh Vân Phủ Ngài Hảo Hữu Tần Chính Dương ngay tại gặp tập kích, Ngài Hảo Hữu Tần Văn Bá ngay tại gặp tập kích, Ngài Hảo Hữu Giả Cường ngay tại gặp tập kích. Tần Trường Thanh thần sắc biến đổi, hắn từ quan tử lan trong miệng đã biết Thái Thanh Tông phái người đi đón ba nhà tử đệ, làm sao lại gặp tập kích chẳng lẽ là cái khác chính cái tông môn đã nhận ra cái gì chạy tới chặn lại hẳn là dạng này không sai may mắn con của ta cùng bọn hắn mẫu thân đều sớm đã bị chuyển dời đến trong tông môn về phần những người khác tự cầu phúc đi tần trường thanh cũng không có dự định đi giúp bọn hắn đến một lần hắn đối cái này ba nhà những người khác cũng không có gì tình cảm những người này cũng chỉ là coi hắn là thành công cụ người đang lợi dụng mà thôi không đáng hắn đi cứu thứ hai những tông môn khác đã nhúng tay, khẳng định đều là phái cao thủ, đồng một tí kim đang nguyên anh đối bính, hắn cái này nho nhỏ trúc cơ kỳ đi chẳng phải là chịu chết. Đoán chừng song phương đối oanh linh lực dư ba cũng có thể làm cho hắn trọng thương. Oanh Tào Phong cùng kiếm ma tông trưởng lão chút Tinh Hà tại cường đại linh lực đụng nhau bên trong đều là cùng phúng một ngụm máu bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình mà cái kia bị xen lẫn ở giữa người tần gia đã bị bạo thành một vũng máu sương mù vẫy xuống, hài cốt không còn. Tào Phong, hôm nay liền đến nơi này, ngày khác bản tọa nhất định phải hái được đầu của ngươi nhắm rượu. Chúc tinh hà thanh âm dần dần từng bước đi đến, đúng là thừa cơ hội này cấp tốc trốn xa. Tào Phong sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không tiếp tục truy. Ngắm nhìn bốn phía, tần gia đã sớm thành một vùng phế tích, các nhà đều bắt đi không định sổ lượng tần gia tử đệ về trước tông môn bẩm báo trưởng môn sư huynh. Tào Phong cấp tốc hướng phía Thái Thanh Tông bay đi. Rất nhanh, trở lại Thái Thanh Tông, ngô trưởng lão đã tới trước một bước, đem sự tình nói cái đại khái. Tình huống thế nào? Liễu Thanh Huy tật âm thanh hỏi. Không tốt lắm, người tần gia bị bắt đi không ít. Tào Phong đem tình hình chiến đấu nói một lần, khóe miệng đắng chát. Tại sao có thể như vậy? Liễu Thanh Huy hai đầu mày trắng đứng đấy cũng may bọn hắn chỉ biết là tần gia, cũng không biết còn có hoàng lâm hai nhà, hai nhà bọn họ ta đã âm thầm phái người đi đón, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Có trưởng lão thở dài. quan tử lan thản nhiên nói. Trưởng môn sư huynh, không cần quá mức lo lắng, ta đối ba nhà người đã sớm hạ cấm chế, liên quan tới tần trường thanh sự tình sẽ không tiết lộ, nếu như bọn hắn sử dụng sư hồn chi thuật, cấm chế sẽ trực tiếp đem thần hồn xóa bỏ vẫn là quan sư muội có dự kiến trước a à. kể từ đó nhưng cũng hoàn toàn chính xác không cần khẩn trương thái quá đám người có chút nhẹ nhàng thở ra liễu thanh huy lại lắc đầu nói không có đơn giản như vậy chúng ta trước đó cử động đã tương đương với ấn chứng bọn hắn phỏng đoán mặc dù không có chứng cớ xác thực nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đoán chừng rất nhanh chúng ta liền sẽ có phiền phức đám người khẽ nhíu mày đúng là như thế bọn hắn thái thanh tông bất động còn tốt cái này khẽ động chính là tương đương với nói cho bọn hắn đúng 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 các ngươi đoán quá đúng người tần gia chính là có vấn đề tăng thêm quan tử lan cấm chế càng là giấu đầu lòi đuôi nếu là không có vấn đề ngươi tại sao muốn đối với mấy cái này cấp thấp tu sĩ hạ loại cấm chế này chính như thái thanh tông chỗ lo lắng như thế cái khác mấy đại tông môn tại sau khi trở về trước tiên liền đối chập tới tần gia tử đệ chặt chẽ khảo vấn muốn làm rõ những cái kia chất lượng tốt mầm tiên lai lịch nhưng vô luận bọn hắn hỏi thế nào người tần gia chính là hỏi gì cũng không biết rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể thi triển sư hồn chi thuật nhưng lại kinh ngạc phát hiện những người này vậy mà đều bị hạ đặc thù thần hồn cấm chế sư hồn chi thuật vừa thi triển thần hồn trực tiếp chôn vùi thái huyền tông trong mật thất nhìn xem nằm trên đất ba bộ thi thể tông chủ sở thiên lộc cười lạnh nói nếu không phải trong lòng có quỷ tại sao muốn đối với mấy cái này cấp thấp tu sĩ lên đồng hồn cấm chế? Không chê phiền phức sao? Sư huynh, ta đã phái người đi ra, Thái Thanh Tông những năm này cũng không có tổ chức thăng tiên đại hội, trong tông môn lại không hiểu thấu toát ra không ít đệ tử thiên tài, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí còn có địa linh căn đệ tử. Quá kỳ quái! Còn có một chút cũng rất cổ quái, ta tại thi đấu thời điểm liền chú ý tới, Thái Thanh Tông có rất nhiều thiên tài nữ đệ tử cũng không có xuất hiện, những năm qua những đệ tử này đều là Thái Thanh Tông lấy ra áp trục tranh xếp hạng, ta về sau cũng đi điều tra, không chỉ là những nữ đệ tử này, Thái Thanh Tông trong môn còn có rất nhiều tư chất thượng thừa nữ tu sĩ thật lâu không hề lộ diện. Những chuyện này chung vào một chỗ, làm cho người không thể không hoài nghi. Sư huynh, những nhà khác cũng bắt không ít tầng gia tử đệ, nếu không đi hỏi một chút bọn hắn. Có người đề nghị sở thiên lộc suy nghĩ một chút nói. Việc này hoàn toàn chính xác quá mức kỳ quặc, Thái Thanh Tông lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiên tài mầm tiên, đã uy hiếp đến cái khác các tông, ngươi lập tức đi triệu tập cái khác tám đại tông môn tông chủ cao tầng, mời bọn họ đến Thái Huyền Tông một lần. Rõ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Tạo áp lực Thái Thanh Tông, Trường Thanh đề nghị. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio sau một ngày chính đại tông môn tông chủ mang theo cao tầng bí mật đi vào thái huyền tông thái huyền tông nội điện bên trong sở thiên lộc phất tây bày ra cách âm kết giới mở miệng nói các vị đạo hữu hiện tại thái thanh tông không hiểu thấu xuất hiện rất nhiều thiên tài mầm tiên chúng ta nếu là không thể biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn tương lai thái thanh tông thế tất sẽ đem cái khác chính tông đặt ở phía dưới thậm chí trở thành hắn thái thanh tông phụ thuộc tông môn lời này vừa nói ra cái khác chính tông đều là sắc mặt kịch biến điểm ấy chúng ta đương nhiên biết thế nhưng là thái thanh tông cũng không có khả năng đem cái này bí mật nói cho chúng ta biết chọc tới tầng gia tử đệ chúng ta cũng hỏi qua còn tiến hành sưu hồn nhưng căn bản không thu hoạch được gì thái thanh tông hiển nhiên sớm có phòng bị đối hạ cấm chế bích hải tông tông chủ lỗ còn cau mày nói đúng vậy a à, chúng ta bên kia cũng là như thế kết quả gì đều không được đến Thái Thanh Tông đám người kia quá giảo hoạt. Những tông môn khác đồng dạng gật đầu. Sở Thiên Lộc quả quyết nói. Đây chính là ta tìm các vị tới mục đích, như là đã xác định Thái Thanh Tông có quỷ, không bằng chúng ta chính tông liên hợp hướng Thái Thanh Tông tạo áp lực, buộc bọn họ giao ra những này mầm tiên lai lịch, cùng chúng ta cùng hưởng. Cái khác chính tông lập tức tâm động, ai không muốn phải tốt đệ tử thiên tài. Sở Huynh nói có lý. Kế này rất hay liền nên làm như vậy. Nhiều như vậy chất lượng tốt mầm tiên dựa vào cái gì hắn Thái Thanh Tông độc chiếm. Những tông môn khác nhau nhau hưởng ứng. Tốt. đã như vậy, chúng ta những người này tay không đủ, mong rằng chư vị có thể mời đến mấy vị Hóa Thần Thiên Quân trợ trận. lẽ ra nên như vậy. đám người gật đầu, đối đuôi nhau mà ra, nhau nhau tế lên Pháp Bảo Trùng Thiên bay đi. Một bên khác ma đạo bốn đại tông môn đang thẩm vấn hỏi qua chọc tới người Tần gia về sau, cho ra không sai biệt lắm kết luận, cho rằng Thái Thanh tông nắm giữ thu hoạch chất lượng tốt mầm tiên phương pháp. Mà điểm này đối với ma đạo tới nói tuyệt đối là bất lợi, nhất định phải kịp thời ngăn chặn. Bọn hắn cũng lập tức phái ra cao thủ tiến về Thái Thanh tông, muốn buộc bọn họ giao ra phương pháp này. Thái Thanh tông ngoài sơn môn. Từng đạo sáng chói cầu vòng từ xa mà đến gần cuối cùng dừng ở đại trận bên ngoài, ù ù thanh âm vang vọng bát phương. Thái Thanh Tông Tông chủ ở đâu? Cái này đồng tỉnh kinh động đến tất cả mọi người, Liễu Thanh Huy trước tiên xông ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở lại quát. Nhanh đi mời Thái Thượng trưởng lão. Thái Thanh Tông các đệ tử nhau nhau ngửa đầu nhìn về phía trên không, đều lộ ra chấn kinh thần sắc sợ hãi. Những người kia là ai vậy? Khí thế thật là khủng bố cái kia ta biết là thái huyền tông tông chủ sở thiên lộc cái khác giống như cũng là mười đại tông môn người bọn hắn có vẻ giống như kẻ đến không thiện dáng vẻ ta làm sao có loại dự cảm bất tường rất nhanh từng đạo lưu quan từ thái thanh trên đỉnh bắn ra ở giữa không trung hiển hóa sở huynh các ngươi đây là ý gì thái thanh tông thái thượng trưởng lão phong quân mặt lạnh lấy hỏi ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối diện chính đại tông môn người một cổ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể nộ bành trướng mà ra hắn đối diện là cái chống quải trượng đầu rồng lão đầu người này chính là sở thiên lộc phụ thân cũng là thái huyền tông thái thượng trưởng lão sở an hoa khách nhân đến đây phong huynh chính là như thế đối đãi ngay cả hộ tông đại trận đều mở ra phòng chúng ta sao sở an hoa thản nhiên nói phong quân không khách khí chút nào nói các ngươi như vậy hành động là khách nhân dáng vẻ sao chẳng lẽ nghĩ liên thủ diệt ta thái thanh tông lôi kiếm tông thái thượng trưởng lão thản nhiên nói phong huynh nói nói gì vậy chúng ta mười tông môn đồng khí liền cành đều là người một nhà làm sao lại lấy ra đủ tương tàn sự tình chẳng qua là có chút việc muốn hỏi một chút thái thanh tông mà thôi phong quân cười lạnh nói đã như vậy làm gì đến như vậy nhiều người lôi lão quỷ ngươi sợ là có mấy trăm năm không có lộ diện a nếu không phải hôm nay chạy đến ta còn tưởng rằng ngươi chết, ta cũng không nói nhảm, có việc liền hảo hảo đàm, làm ra tình cảnh lớn như vậy, là lớn ta Thái Thanh Tông không người sao. Sau lưng mấy vị Thái Thượng trưởng lão đều là mắt lạnh lẽo tương đối. Không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Bỗng nhiên, nơi xa một đầu to lớn màu đen phi thiên ngô công trực tốc trong rủi mà đến, rất nhanh liền tới đến đám người cách đó không xa. Tại cái này to lớn con rết trên đầu, đứng đấy mấy chục cái người mặc tiên diễm áo bào ma đạo tu sĩ chính là ma đạo bốn đại tông môn kiệt 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 hôm nay thật đúng là có ý tứ các ngươi đây là muốn tiến công thái thanh tông sao lôi lão quỷ có muốn hay không ta quỷ vương tông giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực a à? ha 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 ma đạo bốn đại tông môn cũng tới bốn vị hóa thần thiên quân phát ra hắc hắc nhe răng cười mười đại tông môn tu sĩ lập tức đều lộ ra thần sắc tức giận phong quân lạnh lùng nói lôi huynh sở huynh mấy cái này lão ma đầu vậy mà không mời mà tới chuyện khác trước thả một chút chúng ta trước liên thủ diệt bọn hắn như thế nào tốt không có vấn đề bọn này hỗn trướng thế nhưng là vừa mới hại chúng ta không ít đệ tử vừa vặn hôm nay cùng các ngươi tính tổng nợ nghe thấy lời ấy ma đạo bên kia sắc mặt đột biến bọn hắn bên này có bốn vị hóa thần thiên quân đối diện tăng thêm thái thanh tông thế nhưng là có chân đủ bảy vị nếu là đánh nhau, bọn hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Các ngươi cần phải biết, chúng ta loại tầng thứ này người động thủ, nhất định thay ngang khắp đồng, các ngươi nhất định phải ở chỗ này động thủ. Quỷ vương tông thái thượng trưởng lão quát. Phong quân mấy người nhìn nhau, lập tức đều cưỡng ép kiềm chế lại ý động thủ. Nhất là phong quân, nơi này chính là bọn hắn thái thanh tông hang ổ, bọn hắn cấp độ này người chém giết, thái thanh tông sợ là phải chết vô số. Trong lúc nhất thời, ma đạo bên kia không dám động thủ, chính đạo bên này cũng không dám làm loạn, song phương lần nữa lâm vào dàn co. Thanh Vân Phủ Tần Trường Thanh đối với Liễu Thanh Huy đến cũng có đoán trước, dù sao bên ngoài đồng tỉnh lớn như vậy tất cả mọi người thấy được, hắn cũng đoán được đối phương ý đồ đến. Trường Thanh, tình huống ngươi hẳn là cũng biết đi, hiện tại chính đại tông môn liên thủ đối ta Thái Thanh Tông tạo áp lực, không cho cái bàn giao sợ là không qua được, ngươi cho rằng như thế nào liễu thanh huy thở dài hỏi tần trường thanh đương nhiên biết quan tử lan hoàng diệu huỳnh chờ nữ trước tiên liền nói cho hắn biết trầm ngâm một hồi hắn nói hiện tại tông môn đang ở tại phi tốc phát triển thời kỳ không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột không có chỗ tốt không nói còn có thể cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu dù sao đây chính là chính đại tông môn liên thủ thái thanh tông cũng gánh không được a à. liễu thanh huy thở dài Đúng là như thế, lần này chính đại tông môn chỉ ba vị hóa thần thiên quân, nếu là hóa thần tệ xuất, liên thủ đối phó ta Thái Thanh Tông, chúng ta căn bản gánh không được. Đây chính là... Tần Trường Thanh lắc đầu nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đem ta sự tình nói ra, chỉ cần có thể vì tông môn giải quyết nguy cơ, ta mệt mỏi một chút cũng không quan trọng. Trường Thanh Liễu Thanh Huy có chút cảm động. Không nghĩ tới ngươi có thể như thế biết đại thể. Tần Trường Thanh trong lòng liếc mắt, ai biết đại thể. Ta cũng là vì mình cân nhắc có được hay không. Cùng càng nhiều tông môn tiếp xúc, cũng liền mang ý nghĩa có thể sinh ra càng nhiều cao hơn phẩm chất hài tử, hắn tu vi tăng lên tốc độ cũng đem càng nhanh. Mà lại sau lưng của hắn cũng sẽ lại nhiều chính cái chỗ dựa, có lợi không tệ. Chưởng môn, Thái Thanh Tông những năm này đã sinh ra hơn 100 đứa bé, trong đó còn có rất nhiều thiên linh căn, đã dành trước những tông môn khác quá nhiều, cho dù nói cho bọn hắn thì thế nào tinh lực của ta dù sao cũng có hạn phân tán ra mỗi cái tông môn một năm căn bản sinh không đến mấy đứa bé chú định không cách nào siêu việt thái thanh tông huống chi thái thanh tông cũng có thể hướng những tông môn khác thu nhiều chút linh thạch ta cũng sẽ phối hợp dù sao sinh con cần bao nhiêu linh thạch còn không phải chúng ta định đoạt liễu thanh huy càng nghe con mắt càng sáng cuối cùng nhìn không được cười ha ha trường thanh ngươi nói không sai cứ làm như thế đương nhiên cái này có cái tiền đề chính là bọn hắn nhất định phải đem tầng trường thanh lưu tại thái thanh tông bên trong đây là tranh giới cuối cùng nếu không không có đàm tốt ta cái này đi thông tri thái thượng trưởng lão liễu thanh huy cấp tốc vút không bay đi rất nhanh phong quân vang lên bên tai liễu thanh huy truyền âm phong quân lông mày nhíu lại lộ ra mấy phần tiếu dung lập tức mở miệng nói tốt các ngươi có thể đi vào bất quá giới hạn tông chủ các tông, lôi lão quỷ, ba người các ngươi muốn cùng ta coi chừng những này lão ma đầu. Sở an hoa ba người liếc nhau, cũng hơi gật đầu. Tốt, không có vấn đề, thiên lộc, các ngươi đi thôi. Sở thiên lộc chờ chính đại tông chủ lập tức phi thân mà xuống, hộ tông đại trận buông ra một lỗ hổng đem bọn hắn nhường đi vào, lập tức lần nữa khép lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 tình thế bắt buộc, bại lộ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mười đại tông môn lần trước các tông chủ nghiêm túc như thế ngồi cùng một chỗ nghị sự vẫn là mấy trăm năm trước. Tu tiên giới phúc hòa khó liệu, mặc dù mọi người đều là hạng người tu vi cao thâm, nhưng cũng khó nói có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, tái tụ hợp tất cả mọi người hơi xúc động. Liễu sư huynh, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, chúng ta tới mục đích ngươi cũng đều rõ ràng vẫn là đem những này linh căng mầm tiên lai lịch nói ra chúng ta cộng đồng chia sẻ tiến bộ không tốt sao đúng vậy a à, hiện tại ma đạo còn ở bên ngoài nhìn chầm chầm, càng kéo dài khó đảm bảo đám kia súc sinh sẽ không chó cùng rứt dậu đúng vậy a à, chỉ cần liễu huynh đem sự tình chia sẻ ra chúng ta mấy nhà tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhưng liên thủ trợ thái thanh tông đánh lui địch tới đánh nói ra đi liễu huynh đôi này tất cả mọi người có chỗ tốt có nhiều thứ ngươi Thái Thanh Tông một nhà ăn không vô. Các tông trưởng môn lao nhau, hoặc là uy hiếp, hoặc là hảo ngôn khuyên bảo. Liễu Thanh Huy trong lòng cười lạnh, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác lo lắng phía ngoài tình trạng, mở miệng nói. Đã như vậy, Lão Phu cũng liền không che giấu, chúng ta Thái Thanh Tông hoàn toàn chính xác nắm giữ thai ngén cao đẳng mầm tiên phương pháp. Đám người tinh thần đại chấn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không dằn nổi chờ lấy Liễu Thanh Huy đoạn dưới chư vị có biết trên đời này có một loại thể chất đặc thù thần có thể ẩn nấp ngàn vạn linh khí lại không cách nào hóa thành tu vi ngược lại tại cùng nữ tử lúc kết hợp nhưng phúc phận hậu đại thai ngén chí cường linh căng liễu thanh huy thản nhiên nói đám người kinh nghi bất định có chút khó có thể tin liễu huynh không phải đang nói đùa chứ trên đời lại có như thế kỳ nhân lão phu mặc dù không tin nhưng tin tưởng Liễu Huynh cũng không có khả năng tại loại sự tình này bên trên gạt chúng ta, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Liễu Thanh Huy đảo qua đám người mặt, thản nhiên nói. Người này không hiếm hoi còn sót lại tại, mà lại hiện tại ngay tại ta Thái Thanh Tông trên tay, hắn vốn là Tần Gia một người ở rễ, về sau bị Tần Gia phát hiện năng lực, âm thầm tìm các loại nữ tử cùng kết hợp sinh hạ hậu đại. Hắn đem sự tình nói một lần. Đám người tất cả đều hít sâu một hơi, trên mặt đặc sắc xuất hiện vậy mà thật có loại người này lão phu sống hơn ngàn năm đều chưa từng nghe qua có như thế không thể tưởng tượng năng lực khó trách thái thanh tông lần thi đấu này nhiều như vậy thiên tài nữ tu sĩ đều không thấy nguyên lai là bởi vì cái này người này ở đâu ta muốn gặp hắn tông chủ các tông chấn kinh kích động đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ may mắn bọn hắn phát hiện ra sớm không phải tiếp qua số lượng trăm năm đừng nói cảnh quốc toàn bộ tu tiên giới sợ đem đều là thái thanh tông thiên hạ sự tình còn không có thỏa đàm thái thanh tông cũng không có hoàn toàn nắm giữ cục diện đối mặt chính đại tông chủ liễu thanh huy làm sao có thể hiện tại liền đem người mang tới người ngay tại ta thái thanh tông bên trong chờ đuổi đi ma đạo tu sĩ ta tự sẽ để sư tổ mang các vị tiến đến bất quá trước đó chúng ta còn cần thương thảo một chút cụ thể nên như thế nào hợp lý phân phối sử dụng tầng trường thanh năng lực Liễu Thanh Huy nói. Sở Thiên Lộc trầm giọng nói. Sao còn muốn nói, ta bích hải tông chính là lần so tài này hạng nhất, lẽ ra trước hết nhất sử dụng. Lời này vừa nói ra, những tông môn khác lập tức liền không làm. Sở Huynh, các đệ tử tỷ thí đều là chơi đùa mà thôi, loại đại sự này sao có thể qua loa như vậy làm quyết định. Chính là, ta lôi kiếm tông truyền thừa lịch sử dài lâu nhất, nên ta lôi kiếm tông tới trước. Lôi vạn hạt, trên trăm năm không thấy ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy, truyền thừa lịch sử dài lâu nhất. Chiếu ngươi nói như vậy, tuổi của ta lớn nhất, hẳn là chúng ta tông môn trước hết nhất sử dụng. Ngươi đánh rắm. Ngày xưa cao cao tại thượng tiên phong đạo cốt tông chủ các tông lúc này vì tranh đoạt tầng trường thanh, có thể nói là nhau nhau kéo xuống da mặt, tự như bác phụ nhau nhau mặt đỏ tí tai, linh lực khuấy động, còn kém động thủ. Đại điện bên trong, giờ phút này tự như thế tục phiên chợ náo nhiệt. Liễu Thanh Huy giờ phút này lại cười mỉm ngồi ở chỗ đó không nóng không vội. Hiện tại Tần Trường Thanh nắm giữ tại bọn hắn Thái Thanh Tông trên tay, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hắn nơi này. Quả nhiên, đám người ầm ý nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng vẫn nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Huy. Liễu Thanh Huy lúc này mới chậm ung dung mở miệng nói. Chư vị, các ngươi như thế thương lượng một chút đi cũng không được cái biện pháp không như nghe ta một lời tần trường thanh về sau liền thường trú tại ta thái thanh tông bên trong các ngươi hàng năm đem riêng phần mình an bài nữ tử đưa tới chúng ta sẽ căn cứ tần trường thanh tình trạng cơ thể tiến hành hợp lý an bài yên tâm cái này phân phối cũng bao quát thái thanh tông ở bên trong cùng hưởng ân huệ sẽ không để cho các tông ăn thiệt thòi cái khác tông chủ lập tức không vui sở thiên lộc trầm giọng nói việc này không ổn, Tần Trường Thanh nên có các tông phân biệt cầm giữ mới hợp lý nhất. Đúng đấy, dựa vào cái gì một mực đặt ở ngươi Thái Thanh Tông bên trong. Ta không đồng ý. Liễu Thanh Huy, ngươi lão gia hỏa này vẫn là trước sau như một gian hoạt. Liễu Thanh Huy đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, thản nhiên nói. Chư vị, Tần Trường Thanh năng lực ý vị như thế nào chắc hẳn các vị đều rõ ràng ta thái thanh tông có thể đem bí mật này chia sẻ ra đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta là cái thứ nhất phát hiện chiếm cứ điểm chủ động quyền không quá phận a huống chi hàng năm chuyển sang nơi khác các ngươi liền không sợ nửa đường ngoài ý muốn nổi lên vạn nhất xảy ra hối hận cũng không kịp tần trường thanh nhất định phải lưu tại thái thanh tông đây là ranh giới cuối cùng các vị nếu như không đồng ý vậy liền tản đi đi ta thái thanh tông một mình đối mặt ma đạo bốn đại tông môn về phần tần trường thanh có thể hay không trong trận chiến đấu này sống sót, liền xem bản thân hắn. Đây là uy hiếp trắng trợn, rõ ràng chính là tại nói cho các vị tông chủ, người không đồng ý ta sẽ phá hủy tần trường thanh, mọi người nhất phách lưỡng tán, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Các vị tông chủ thần sắc trung rẩy, nhìn xem liễu thanh huy đều có chút nghiến răng. Tốt, chúng ta đáp ứng. Tần trường thanh có thể lưu tại Thái Thanh Tông, bất quá chúng ta cũng muốn phái người tới, dù sao hiện tại ma đạo phách lối, tần trường thanh quá trọng yếu, không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Sở thiên lộc thở sâu. Những người khác cũng thở dài một tiếng lựa chọn thỏa hiệp, bất quá cũng đều biểu thị cần phái người đến Thái Thanh Tông. Bên ngoài là bảo vệ, trên thực tế cũng là một loại giám sát, bọn hắn cũng sợ Thái Thanh Tông ở sau lưng dở trò. Liễu Thanh Huy nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cái này không có vấn đề, còn có một điểm, chính là linh thạch, Tần Trường Thanh thai ngén thượng phẩm linh căn cần hấp thu 100 khối, cực phẩm linh căn cần 300 khối, địa linh căn cần 3000 khối khối, thiên linh căn cần 3 vạn khối, cứ thế mà suy ra, mặt khác thai ngén linh căn trước đó hắn cũng cần thời gian sớm hấp thu. Liễu Thanh Huy cũng là không khách khí, trực tiếp đem Tần Trường Thanh nguyên bản báo giá lần nữa tăng lên gấp đôi, trong lòng của hắn vốn là khó chịu, thừa này kiếm một ít linh thạch cũng coi như an ủi. Đối với điểm này, đám người ngược lại là không có ý kiến gì, so với linh căng mầm tiên, linh thạch căn bản không gọi sự tình, nhau nhau biểu thị quay đầu liền sẽ đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Tiếng nói nhất chuyển, Liễu Thanh Huy nói. Đã sự tình đã thỏa đam, vậy lão phu liền không ở thêm chư vị, dù sao chúng ta thái thanh tông cửa nhà nhưng còn có một đám ma đạo nghiệt súc nhìn chầm chầm. Sở thiên lộc bọn người nhau nhau đứng dậy, lòng đầy căm phẫn khu tay nói trừ ma vệ đạo chính là ta mười tông chỗ chức trách, há có thể để Thái Thanh Tông một mình kháng địch. Đúng vậy. Bọn này ma đạo nghiệt xuất giết đệ tử ta, thù này không đội trời chung, vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ. Liễu Huynh yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không để những cái kia ma đạo nghiệt xuất thương tới Thái Thanh Tông một ngọn cây cọng cỏ. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 50 Chính ma đại chiến, dùng chung tầng trường thanh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Xích dương phong bên trên, tông chủ các tông một lần nữa hiện thân, một mực tại quan sát đến bên này động tỉnh chút tinh hà chờ ma đạo tu sĩ tại nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn lúc, đều là ám đạo không ổn. Phụ thân, sự tình đã thỏa đàm, nguyên lai thái thanh tông đạt được một cái kỳ nhân. Tông chủ các tông lúc này bí mật truyền âm đem sự tình cùng những người khác nói một lần những người khác trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, liền ngay cả sở an hoa ba vị này hóa thần thiên quân cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Liên tục xác nhận về sau, sở an hoa cười ha ha, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía đối diện ma đạo bốn đại tông môn, lạnh lẽo nói. Phong huynh, lôi huynh, những này ma đạo nghiệt súc làm nhiều việc ác, chúng ta không biết có bao nhiêu đồng môn chết trên tay bọn họ, không bằng mượn cơ hội này đem bọn hắn triệt để diệt trừ, đưa ta cảnh quốc một mảnh tươi sáng càng không như thế nào. Phong quân mấy người cũng đạt được liễu thanh huy truyền âm, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Gật đầu nói, đang có ý này. Vét. Bảy vị hóa thần thiên quân trực tiếp lách mình mà ra, quanh thân linh lực tuôn ra, ngang nhiên hướng đối diện phát khởi tiến công. Phía sau tông chủ các tông trưởng lão cũng nhao nhao đuổi theo. Không được. Chúc tinh hà đám người sắc mặt đại biến không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, những người này lại muốn liên thủ dạo sát bọn hắn. Đối mặt bảy vị hóa thần thiên quân trùng sát, ma đạo bốn đại tông môn bên này lập tức trong lòng đại loạn. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh Tông bên ngoài phong vân biến sắc, sơn hà sụp đổ, chấn thiên tiếng oanh kích cơ hồ muốn đem người lỗ tai chấn điếc, hóa thần thiên quân giao thủ đơn giản chính là thần tiên đánh nhau, nếu như không phải có đại trận bảo hộ, tăng thêm chín đạo mười đại tông môn cố ý đem Thái Thanh Tông bảo vệ, chỉ sợ Thái Thanh Tông đã sớm tại sông phương kịch chiến dư ba hạ tử thương vô số. Thái Thanh Tông bên trong, các đệ tử đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phía ngoài chiến đấu, có đã bị dọa đến run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu. Thật là đáng sợ, bên ngoài đến cùng thế nào? Tự như là các tông tại cùng ma đạo tu sĩ khai chiến, thế nhưng là làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ ai là ai. Sư Tôn chúng ta thái thanh tông không có sao chứ đây chính là hóa thần thiên quân thực lực sao thật là đáng sợ thanh vân phủ bên trong tần trường thanh ngửa đầu nhìn xem đại trận bên ngoài chiến đấu rung động trong lòng nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong mình sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể trở thành loại tồn tại này trận đại chiến này kéo dài ba ngày ba đêm cuối cùng lấy ma đạo bốn đại tông môn kết cục thảm bại chạy trở về không đủ ba thành liền ngay cả chút tinh hà chờ ba vị hóa thần ma quân cũng là trọng thương đào tẩu còn có một vị thì là bị phong quân bọn người đánh thần mất hồn diệt mười đại tông môn bên này mặc dù cũng có tử thương nhưng dù sao chiếm cứ nhân số cùng sân nhà ưu thế so với ma đạo bên kia muốn tốt rất nhiều ma đạo mặc dù đã bị đánh lui nhưng này chút nghiệt xúc có thù tất báo ta sợ còn sẽ có cái gì tiểu động tác không bằng ba người chúng ta liền lưu tại thái thanh tông lấy ứng đối địch tới đánh như thế nào sở an hoa cười nhạt nói đây là vốn là thương lượng xong phong quân vuốt cầm nói vậy liền phiền phức các vị không phiền phức không phiền phức đối phong huynh không biết có thể vì bọn ta dẫn tiếng một chút vị kia kỳ nhân tự không gì không thể mời phong quân bốn người lúc này mang theo sở an hoa ba tên hóa thần thiên quân đi thanh vân phủ để bọn hắn nhìn một chút người cũng là để cái khác các tông an tâm có bốn người bọn họ tại cũng không sợ sợ an hoa ba người làm loạn. Những người khác thì là ai về nhà nấy, chọn lựa phù hợp nữ tử đồng thời cũng từ các tông phái ra một vị Hóa Thần Thiên Quân đến đây Thái Thanh Tông trấn thủ giám sát. Một tháng sau, các tông an bài nữ tu sĩ cùng linh thạch đều đưa đến Thái Thanh Tông bên trong, đều là thượng phẩm linh căn nữ tu, dù sao cũng không thể Thái Thanh Tông nói cái gì chính là cái đó, cho nên trước mỗi cái tông môn an bài một cái thượng phẩm linh căn nữ tử thăm dò sâu cạn muốn nhìn một chút có thể hay không sinh hạ thiên linh căng thuận tiện cũng là tương hỗ giám sát không để cho hắn tông môn chiếm quá nhiều tiện nghi cho nên tất cả mọi người đồng dạng tốt nhất tần trường thanh cũng theo đó bắt đầu công việc lưu bù lên hơn ba tháng quá khứ mười đại tông môn nữ tu sĩ đều lần lượt có hiển nghi ngờ dấu hiệu dơ lên bụng các tông môn hơi kinh ngạc không hổ là kỳ nhân a à, dạng này suy tính cái này tần trường thanh há không đều là một phát nhập hồn Đương nhiên, cái này hiệu suất cũng làm cho bọn hắn càng có lòng tin, rất nhanh liền lần lượt an bài cực phẩm linh căn nữ tử đi vào Thái Thanh Tông. Lần này cần hấp thu linh thạch thời gian muốn lâu hơn một chút, thai ngén một cái linh căn liền cần một tháng thời gian hấp thu linh thạch. Một năm sau, bị đại trận tầng tầng bảo hộ Thanh Vân Phủ bên trong. Hơn 10 vị khí chất phi phạm tu sĩ có chút thấp thỏm đứng tại trong sân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sinh đây là các tông phái đến Thái Thanh Tông cái thứ nhất sản xuất nữ tu, cũng là đang nghiệm chứng tần trường thanh năng lực. Cho nên các tông môn trấn thủ Thái Thanh Tông hóa thần thiên quân tất cả đều tới. Lôi lão quỷ, ngươi sinh nhi tử thời điểm sợ là đều không có khẩn trương như vậy a à, ha 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 ha. Phong quân mở miệng dễu cợt nói. Những người khác cũng mặc lộ vẻ vẻ chế nhạo. Lôi kiếm tông thái thượng trưởng lão khinh thường hừ lạnh nói. Cười cái rắm, chờ nhà các ngươi bên kia sinh thời điểm nhìn lão phu làm sao chê cười ngươi nhóm. Đang nói, cả trong phòng truyền đến một tiếng to rõ khóc nỉ non. Mọi người nhất thời mừng rỡ, ánh mắt gấp chầm chầm phòng sinh đại môn. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, lôi kiếm tông nữ tính trưởng lão ông hài tử ý cười đầy mặt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Sư bá, thiên linh căng, thật là thiên linh căng. Ta xem một chút. Cái trước thân hình lóe lên đi thẳng tới trước mặt, cẩn thận tràn ra thần niệm điều tra, giờ khắc này, ha ha cười nói. Thật là thiên linh căn. đích thật là thiên linh căn. Thái Thanh Tông nhặt được cái bảo a. À? Cái gì gọi là Thái Thanh Tông nhặt được cái bảo? Hiện tại kia tầng trường thanh là chúng ta 10 tông tổng cộng có. Đúng đúng đúng, là chúng ta 10 tông tổng cộng có bảo bối. Ha 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 ha. Tất cả mọi người đang tra nhìn qua về sau, đều lộ ra chấn kinh vẻ mặt kích động. Đứa bé này mặc dù là Lôi Kiếm tông, nhưng cũng đã chứng minh tầng trường thanh năng lực chân thực tính, mang ý nghĩa những nhà khác hài tử có cực lớn xác suất đều là thiên linh căn. Thượng phẩm linh căn liền có thể sinh hạ thiên linh căn, cực phẩm linh căn chẳng phải là có thể sinh hạ siêu việt thiên linh căn hài tử. Nhanh nhanh nhanh, lập tức trở về báo tông môn, nói cho bọn hắn tiếp tục an bài địa linh căn nữ tu tới. Đúng, việc này không dung chủ quan, nhất định phải bảo thủ bí mật, chỉ có thể các tông cao tầng biết. Vâng, sư tổ. Hơn 10 đạo lưu quan cấp tốc rời đi thanh vân phủ, phân tán vút không mà đi. Ba năm thoáng qua liền mất. Các đại tông môn đưa tới nhóm thứ hai nữ tu cũng đều sinh hạ hậu đại, sinh ra nhiều thuộc tính thiên linh căn để các tông cao tầng cùng hóa thần thiên quân nhóm lại lần nữa hung hăng chấn kinh một thanh, hoàn toàn ý thức được tầng trường thanh năng lực đáng sợ cùng tiềm lực, thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem nó bảo vệ tốt. Các tông hóa thần thiên quân tìm tu chi địa cũng đều đem đến khoảng cách thanh vân phủ thêm gần địa phương, liền ngay cả bế quan thời điểm bọn hắn đều sẽ lưu lại một sợi thần niệm chú ý tình huống bên này. Rất nhanh, các tông an bài địa linh căn nữ tử cũng đều thành công sinh hạ hậu đại. Lại là hoàng mỹ dị linh căn Chạy tới các tông cao tầng nhìn xem hài tử trên thân lấp lóe đạo văn đã chấn kinh nói không ra lời địa linh căn liền có thể sinh ra hoàng mỹ như vậy dị linh căn cái này chẳng phải là nói nếu là cùng thiên linh căn nữ tử kết hợp có thế có thế sinh hạ tiên linh căn tất cả mọi người bị cái suy đoán này trấn trụ tiên linh căn a đây chính là không có chút nào tu luyện gông cùng xiềng xích trời sinh sủng nhi chỉ là trăm năm liền có thể trở thành tiên nhân thiên phú kinh khủng thiên linh căn mặc dù rất hy hữu nhưng có mấy cái tông môn vẫn là tồn tại phong huynh trường thanh thiên phú không thể lãng phí ta trong tông môn có cái thiên linh căn nữ đệ tử tên là ôn lộ thanh ta muốn đem nàng đưa tới ngươi cho rằng như thế nào bích hải tông tông chủ vuốt trâu cười nói liễu thanh huy trong lòng có chút chán ngấy biết nhà ngươi có thiên linh căn nữ tu đắc chí cái gì bất quá loại sự tình này hắn cũng không cách nào cự tuyệt đều là thương lượng xong gật đầu nói có thể Bất quá cái này thiên linh căn nữ tử chí ít cần ba ngàn vạn linh thạch, người muốn trước đưa tới để trường thanh hấp thu. Đây là tự nhiên. Rất nhanh, bích hải tông thiên tài nữ đệ tử ôn lộ thanh bị đưa tới Thái Thanh Tông. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.